Thank you.
Chúng ta sẽ bắt đầu. Thứ nhất là cũng xin lỗi tất cả các quý thầy cô và tất cả các anh chị.
Do có cái công tác của khoa và của bệnh viện cho nên là đã chúng ta sẽ tiến hành trễ hơn so với dự kiến khoảng 5 phút. Thì thực ra cái buổi sinh hoạt chuyên đề ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho một số buổi sinh hoạt cũng về chuyên đề về miễn dịch. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu cho vấn đề về miễn dịch trong ung thư. Thì kính thưa quý thầy cô và các anh chị, thì chúng ta biết rồi, việc phát triển về sự hiểu biết của về ung thư càng lúc càng nhiều, và miễn dịch ung thư là một vấn đề rất mới. Trong những năm gần đây, khoảng 5 năm gần đây thì đã được đặt ra, và thực sự là nó đưa đến một kết quả, tức là ứng dụng thực tế trên lâm sàng, không phải là lý thuyết suông, không phải chỉ là những nguyên tắc, mà đã chứng minh rằng cái hiệu quả rất tốt trong vấn đề điều trị ung thư. Thì vấn đề miễn dịch ung thư trong ngày này hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều, bắt đầu về cái miễn dịch. Thì thực sự ra vấn đề miễn dịch đó, thì thực sự ra là cũng đã được nghiên cứu và được đánh giá từ lâu. Đầu tiên là người ta sử dụng cái BCG và cái levamisole trong điều trị một số ung thư, thí dụ levamisole là dùng trong cái ung thư lymphoma, và cái BCG là trong ung thư bàng quang, tức là dùng kích ứng cái hệ thống miễn dịch để tạo ra những cái phản ứng giúp cho cái cơ thể, rồi interferon vân vân chống lại. Đó đó là những cái miễn dịch mà không có đích tới. Còn ngày hôm nay chúng ta đang nói sự phát triển vượt bậc, tức là các đích tới đã được rất rõ ràng, và một trong những cái ứng dụng mang đến hiệu quả nhiều nhất đó là chốt kiểm soát miễn dịch. Thì thật sự ra đối với miễn dịch thì nó có hai nhóm, một cái là miễn dịch thụ động và cái miễn dịch chủ động. Miễn dịch chủ động là tự cơ thể tạo ra để tiêu diệt tế bào ung thư, thì chúng ta đang làm đó là vaccine. Thì trong đó một cái vaccine đã được sử dụng đó là cibulocin T trong ung thư tiền liệt tuyến, tuy nhiên kết quả vẫn chưa khả quan. Còn cái miễn dịch thụ động tức là chúng ta đưa những chất vào và giúp cho cơ thể tăng cái hiệu quả của hệ thống miễn dịch, thì chốt kiểm soát miễn dịch PD-L1 và PD-L1 là một cái mà chúng ta sẽ nói tới trong các cái sinh hoạt chuyên đề về miễn dịch. Thì ngày hôm nay thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến tiến sĩ đến bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tuấn Khôi, trưởng khoa nội phụ khoa, và bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nhiều, phó trưởng khoa nội phụ khoa, và bác sĩ Phan Tấn Thuật, trưởng phòng chỉ đạo tuyến đã tham gia để báo cáo. Bắt đầu chúng ta sẽ đưa những thông tin về miễn dịch Ông mở cái gì đến con có cho ông ngâm ba đến năm quý thầy cô và các anh chị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 bài. Thì đầu tiên chúng tôi xin là hệ miễn dịch của cơ thể, miễn dịch để thích ứng miễn dịch bẩm sinh và Cho phản uống nước ứng của ngay đi hệ anh. miễn dịch trước tế bào ung thư. Thì chắc bài đầu tiên xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nhiều Lần ngày hai báo viên cáo đúng không? về hệ miễn dịch của cơ thể. Xin mời. Kính thưa Chào 7 ngày. Kính thưa tiến sĩ Phạm Xuân Dũng, chủ tọa buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đồng nghiệp là tham dự trong một chương trình về cái miễn dịch liên quan tới cái những cái thuốc và điều trị cũng như là vaccine như tiến sĩ Dũng vừa giới thiệu. Thì chúng ta biết thì nói đến miễn dịch thì chúng ta cũng đã nghe nhiều. Tuy nhiên thì cái phần trình bày hôm nay, cái phần đầu tiên thì nói về các cái cơ quan miễn dịch. Chắc chắn là liên quan tới điều trị miễn dịch thì chúng ta sẽ luôn biết đến đó là những cái tế bào lympho, và như vậy thì nó cũng liên quan tới những cơ quan nào chứa những tế bào lympho, và cái phần đầu tiên nói về và một phần tiếp theo đó là nói về cái đáp ứng miễn dịch đầu tiên, đó là cái miễn dịch bẩm sinh, tức là miễn dịch không đặc hiệu, và phần sau chúng ta nghe một cái mà đáp ứng miễn dịch nó chủ động hơn, gọi là cái miễn dịch mắc phải, thì bác sĩ Khôi sẽ trình bày ở phần sau. Thì chúng ta biết nói về cái đáp ứng miễn dịch thì đó là các tế bào lympho, và như vậy thì xuất phát từ các tế bào lympho nó thì ở những cái cơ quan nào, nó gọi chung đó là những cơ quan lympho. Thì chúng ta biết thì cơ quan lympho thì có hai cái nguồn gốc chính, gọi là cái cơ quan lympho chính hay còn gọi là cơ quan lympho gốc, thì nó có là từ cái tủy xương,
và cái tuyến ức. Và ngoài ra thì nó có một cái cơ quan lympho chi nhánh hay là cơ quan lympho phụ, đó là các chuỗi hạch ngoại biên, thì nó phủ khắp cơ thể, có thể ở nông ở sâu, thường là tập trung thành từng nhóm và chủ yếu ở ngoại biên thì ta thấy là chủ yếu ở cổ, nách và vùng bẹn. Và ngoài ra có những cái hạch ở sâu như là ở vùng bụng và vùng ngực, và những cái hạch lympho ở cái thành ruột như gọi là cái mảng vây da. Và ngoài ra thì tổ chức lách cũng là một cái nơi tập trung nhiều cái hạch lympho. Và như vậy thì đầu tiên đối với cái cơ quan lympho gốc, nói tới bào lympho thì cơ quan lympho gốc tức là nó xuất phát từ tủy xương, nó cũng tạo ra được cái từ cái tế bào chung, và sau đó thì nó sẽ tạo ra những cái tế bào lympho B, lympho T, và những cái tế bào tiêu diệt tự nhiên. Tuy nhiên ở tuyến ức thì những nơi này chính là nơi trưởng thành của tế bào T, lấy cái tên từ cái thymus, và như vậy thì cái tế bào T cũng xuất phát từ cái nơi trưởng thành, nó là thymus mà nó có tên, có lấy cái ký hiệu cũng là tế bào T. Còn riêng đối tế bào B thì nó cũng sẽ được trưởng thành và nó được đào tạo, tuy nhiên thì không phải ở tuyến ức mà là ở các hạch lympho. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái hệ thống của cái cơ quan lympho. Thì chúng ta thấy nói về cái cơ quan lympho thì nó có chứa cái mạch lympho, đó là mà chủ yếu thành phần đó là các tế bào lympho là chính. Và ta thấy rằng cái mạch lympho hay còn gọi là cũng có thể là gọi là mạch bạch huyết. Và chúng ta thấy là cái hàng ngày thì có khoảng 30 lít dịch luôn có sự trao đổi giữa cái mao mạch và cái mô kẽ, và sau đó nó tái hấp thu lại trở lại cái mao mạch. Tuy nhiên thì có khoảng 3 lít, tức là khoảng 10% trong cái dịch đó thì nó sẽ không trở lại mao mạch mà nó sẽ đi vào cái hệ thống mạch bạch huyết. Như vậy thì những cái dịch nào sẽ đi vào dịch bạch huyết? Đó là những cái dịch là chứa chủ yếu là tế bào lympho là chủ yếu. Và ngoài ra thì có những cái xác tế bào, có cả những cái vi khuẩn, virus gây bệnh tật, hay là những tế bào trong đó gây hại cho cơ thể như là tế bào ung thư, thì nó sẽ đi vào một cái mạch lympho là chủ yếu, và nó tuần hoàn trong cái hệ thống mạch lympho, qua cái hệ thống mạch lympho ha, từ những cái nguồn của cơ thể ở phần nửa cơ thể dưới và 1/4 cơ thể trên, thì nó sẽ đổ vào ống ngực và cuối cùng nó đưa vào cái hệ tuần hoàn. Như vậy thì chúng ta thấy là cái mạch lympho cũng là một cái phần trong cái hệ tuần hoàn, và cũng tham gia vào cái hoạt động miễn dịch. Đó là chủ yếu, đó là do các tế bào lympho. Và trong cái có những cái trạm dừng, đó là cái trạm trao đổi, đó là những cái hạch lympho ha, như vừa nói là ở khắp các hệ các cơ thể. Và từ cái hạch lympho này thì nó như cái chức năng, thứ nhất là nó lọc những cái chất thải, chất độc hại, và cái thứ hai nó cũng có một phần chức năng miễn dịch, đó là nhờ những cái tế bào miễn dịch thì nó sẽ tiêu diệt các vi khuẩn, các tế bào độc hại, và nó sau đó thì nó cái dịch lympho này nó sẽ trở ra bằng cái mạch bạch huyết đi ra và tập trung ở ống ngực và trở về hệ tuần hoàn. Đó là cái hoạt động cái lưu chuyển của cái mạch lympho. Như vậy thì nguồn gốc của cái mạch lympho thì nó xuất phát từ đâu? Đó là từ các mô của cơ thể ha, nó đi từ các tế bào ha, và sau đó thì nó qua những cái khoang giữa cái thành của mạch lympho, và nó ra những cái mạch lớn hơn, và nó tập trung về cái bể gọi là cái ống ngực ha, và nó tập trung và cái hệ đổ vào cái hệ tĩnh mạch, đi vào cái dòng tuần hoàn. Và như vừa nói thì cái hệ cái sự lưu hành của dịch lympho thì ta thấy thì chủ yếu là đổ về cái ống ngực trái, tức là từ nó hợp lưu từ những cái bạch huyết ở phần nửa dưới cơ thể, và nó đổ vào cái bể dưỡng trắp ha, ở khoảng thắt lưng, và sau đó nó đi vào lồng ngực, và nó đi vào đổ vào cái ống ngực trái và đổ vào cái hệ tĩnh mạch chung. Và như vậy thì cái ống ngực trái nó dẫn lưu bạch huyết chủ yếu là khoảng 3/4 cơ thể là cái phần xanh ha, và nó đổ vào cái tĩnh mạch chung của cơ thể và vào hệ tuần hoàn. Và bên cạnh đó thì nó chứa dịch lympho là chủ yếu, do đó thì nó vẫn tham gia vào cái quá trình đáp ứng miễn dịch.
Và đây là một cái mô tả một cái hạch lympho cho thấy một cách cụ thể hơn về cấu tạo của hạch lympho cũng như là những cái tế bào hoạt động xuyên qua cái hạch lympho này. Thì hạch lympho ta thấy có cấu trúc, còn ở phần ngoài là cái vỏ xơ, là cái phần màu xanh, và dưới cái lớp vỏ xơ thì gọi là cái phần tủy hạch. Thì nó cũng có nhiều vùng, tức là vùng dưới, ngay dưới vỏ xơ gọi là phần tủy ngoài. Ta thấy đó gồm những cái nang, cái màu tím tím nè, đỏ tím này là những cái nang lympho. Nó tập trung vùng này chủ yếu là những cái tế bào B. Và vùng tiếp theo là vùng cận vỏ, thì tập trung chủ yếu là những loại tế bào T. Và cái phần trong cùng là phần tủy, thì là những cái đại thực bào hay là những cái tương bào. Và như vừa nói phần trên thì cái dịch bạch huyết nó sẽ đi, nó có cái nguồn vào là những cái mạch của cái mạch bạch huyết riêng. Nó có những cái đường vào và theo một cái chiều đi hướng về tim. Đi vào đây thì gồm có những chất dinh dưỡng, ngoài ra thì có những cái tế bào lympho, những cái chất thải và những cái vi khuẩn độc hại. Thì nó sẽ được qua cái hệ thống hạch lympho này thì nó sẽ được lọc lại, nó làm sạch hơn những cái chất độc hại, và những vi khuẩn thì nó cũng sẽ bị tiêu diệt ở đây, làm cho cái dịch lympho trở nên sạch hơn, và sau đó thì nó sẽ đi theo cái mạch lympho đi ra và nhập vào cái hệ thống ống ngực chung và đi về vòng tuần hoàn. Và như vậy thì những cái tế bào lympho, ở đây là tế bào lympho B nó cũng được hoạt hóa tại nơi này. Và nơi này cũng là trưởng thành của tế bào lympho B, và nó tham gia vào cái đáp ứng miễn dịch, tức là ngay cái đáp ứng miễn dịch ở cái lúc đầu khi mà có vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Và cái đáp ứng miễn dịch này thì nó không đặc hiệu với kháng nguyên nào riêng biệt. Và do đó thì cái đáp ứng miễn dịch này gọi là có đáp ứng miễn dịch có thể nói là bẩm sinh, và cũng có thể gọi là cái đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, tức là miễn dịch đáp ứng ngay khi mà có cái vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Và như vậy thì đối với miễn dịch bẩm sinh thì ta thấy là một cái sự ngăn cản của cái vật lạ xâm nhập vào cơ thể ngay từ ban đầu. Như vậy thì cái hệ thống của miễn dịch bẩm sinh thì nó gồm có những phần nào? Đó là cái đầu tiên, đó là cái hàng rào đầu tiên mà ngăn trở vi khuẩn hay những chất lạ, vật lạ xâm nhập vào cơ thể, đó là da và niêm mạc. Da cũng là một lớp bảo vệ và ngăn chặn xâm nhập của cái vi khuẩn. Bên cạnh đó thì niêm mạc là cái lớp bên trong. Cái niêm mạc, một cái các đường hô hấp tiêu hóa vân vân, thì nó có chất nhầy, và như vậy thì nó cũng làm đi trôi đi tất những cái vi khuẩn độc hại một phần nào đó. Và nếu mà vi khuẩn hay là chất lạ này xâm nhập vào cơ thể qua được cái hàng rào thứ nhất thì nó sẽ phải tiếp tục với cái hàng rào phòng thủ thứ hai, đó là nó sẽ tiếp xúc với các chất, các tế bào miễn dịch như là các đại thực bào, các tế bào tiêu diệt tự nhiên các dưỡng bào cũng như là các bạch cầu trung tính. Và ngoài ra thì có những cái phân tử gọi là phân tử hóa học các cytokine, chemokine, histamine vân vân, nó được huy động và nó được bài tiết ra từ các tế bào như đại thực bào hay là các tương bào, và nó có nhiệm vụ là nó huy động những cái tế bào có chức năng miễn dịch tới để mà tiêu diệt vi trùng. Đó là cái đáp ứng miễn dịch ở cái hàng thứ hai khi mà có vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Thì tới đây ta thấy là khi mà cơ thể có các vật lạ xâm nhập mà nó vượt qua được cái hàng đầu tiên là cái hàng rào cái niêm mạc rồi thì một loạt các tế bào miễn dịch tiếp theo tức là các đại thực bào các tế bào phân nhánh thì sẽ có cái vai trò là gì? Thực bào tiếp cận và thực bào các cái vi khuẩn vật lạ hay là các tế bào ung thư. Và và những cái dưỡng bào thì bản chất nó là chứa các cytokine cũng như là các hóa chất đường viêm, nó có phóng thích ra những cái chất này có tác dụng là gì? Có tác dụng là gì? Làm cho giãn mạch và gây hóa hướng động, tức là gây tập trung, gây sự lôi cuốn của các tế bào miễn dịch khác như là các bạch cầu trung tính hay đại thực bào về cái mô có vật lạ, và nó giúp cho thực bào những cái nguyên nhân gây độc cho cơ thể.
và bên đó thì các tế bào phân nhánh cũng làm cái chức năng là thực bào những cái tác nhân độc hại cho cơ thể. Và như vậy thì cái tế bào dưỡng bào này ngoài chức năng là tiết ra những các chất mà gây hóa hướng động, tức là gây lôi kéo những cái tế bào thực bào khác cũng như tế bào miễn dịch khác, thì nó cũng là một phần của cái đáp ứng miễn dịch. Vì ở trên cái tế bào dưỡng bào này người ta thấy là có các thụ thể, và các thụ thể này thì nó có thể nó bắt được, nó kết hợp với những cái ligand của các vi khuẩn độc hại như là các vi trùng, virus hay là tế bào, và như vậy thì nó có chức năng thực bào. Và nó cũng được xem như là một phần của tế bào miễn dịch như là những cái tế bào khác như là tế bào bạch cầu. Đây là cái hình ảnh cho thấy đây là những cái thụ thể trên cái tế bào miễn dịch ha. Nó có đặc hiệu đối với cái vi khuẩn, và như vậy thì nó sẽ gắn kết vi khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn. Và trong quá trình đáp ứng miễn dịch đó, thì ta thấy là những cái thụ thể này nó được tạo ra nhiều hơn. Và như vậy thì những lần đáp ứng miễn dịch sau thì nó sẽ có cái sự gắn kết với những vi khuẩn hay là những tế bào lạ nhiều hơn, và như vậy thì đáp ứng miễn dịch sẽ hiệu quả hơn. Và một cái phần cũng rất là quan trọng trong cái đáp ứng miễn dịch đó là do các yếu tố thoát ra từ các phản ứng viêm. Đây là ta thấy là và thì nó sẽ gây ra hiện tượng giãn mạch, và từ đó thì sẽ tạo điều kiện cho hiện tượng thoát mạch của các tế bào đại thực bào và các tế bào miễn dịch từ ở trong mạch máu ra ngoài mô có vật lạ, và giúp cho cái đáp ứng miễn dịch nó nhiều hơn và nó đặc hiệu hơn. Và như vậy thì đối với cái đáp ứng miễn dịch ở virus không chỉ là nó xâm nhiễm trực tiếp tiêu diệt cái virus, mà khi mà virus xâm nhập vào các tế bào của cơ thể thì cái tế bào như là cái tế bào miễn dịch tự nhiên này nó cũng có thể nhận diện được các tế bào mà có nhiễm virus, và từ đó thì nó cũng có thể xâm nhập nhận diện được các tế bào có cái nhiễm virus, và nó cũng gắn kết được với các tế bào bị nhiễm này, và như vậy thì nó cũng có thể xâm nhập vào các tế bào nhiễm virus, và từ đó thì nó cũng có thể tiêu diệt được các tế bào gây bệnh này. Và phần tiếp theo thì phần thảo luận, thì nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ còn quay lại cái phần thảo luận riêng về cái miễn dịch bẩm sinh. Phần trình bày đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Như vậy bác sĩ Nhiều vừa trình bày một cái phản ứng miễn dịch gọi là tức thì. Chúng ta tưởng tượng là nếu mà có bị mũi cắn hoặc là con ong đốt thì tự nhiên cái da mình, mô mềm mình sẽ nổi đỏ lên tức khắc trong vòng vài phút thôi. Như vậy là miễn dịch đó gọi là miễn dịch bẩm sinh. Như vậy thì nếu mà miễn dịch bẩm sinh có thể thành công trong việc chống lại các tác nhân mà xâm nhập gọi là tầm thường, có thể mình giải quyết tốt. Tuy nhiên có khi nó thất bại, cho nên những tác nhân đó nó có tồn tại trong cơ thể mình trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. Như vậy để thích ứng với cái tình trạng đó đó thì cơ thể mình là phải có một cái hệ miễn dịch mà đặc hiệu hơn. Người ta gọi là miễn dịch để thích ứng, chúng tôi dịch từ chữ adaptive immunity. Thật ra có nhiều cái từ ngữ để mà mô tả cái miễn dịch thích ứng, tức là miễn dịch cao cấp hơn á. Miễn dịch được thích ứng tạo ra khi vật lạ xâm nhập vào cơ thể nhiều lần, và vật lạ này rất là đặc hiệu. Chúng ta biết rằng là vi trùng, vi khuẩn, siêu vi vân vân là những cái vật lạ như vậy. Ngay cả cái sự xuất hiện của những tế bào lạ như tế bào ung thư á, cũng là một cái miễn dịch mà chúng ta có thể thích ứng với nó, để mà thích ứng trong cái giai đoạn mới, tức là có kẻ thù xâm nhập thì chúng ta thích ứng như thế nào. Miễn dịch thích ứng còn gọi là miễn dịch mắc phải là acquired immunity, nó cùng một cái từ ngữ giống như nhau. Như vậy thì hai cái tế bào mà tham gia là chủ yếu trong cái miễn dịch thích ứng đó là tế bào lympho T và tế bào lympho B. Tế bào lympho T làm gì? Tế bào lympho T có thể nhận biết được những peptide của các tác nhân gây bệnh. Rồi sau khi nhận diện chúng làm vật lạ thì tế bào lympho T sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng mà chúng ta có nhiều loại lympho T, có những loại
T-pota là CD4, tức là tế bào lympho giúp đỡ là helper T cell, tức là nó không có đi tiêu diệt vật lạ đâu, nhưng mà nó đi trợ giúp cho những cái tế bào miễn dịch khác để tiêu diệt. Còn tế bào lympho B thì tạo ra kháng thể. Như vậy chúng ta ngay từ đầu tiên chúng ta đã học được là hệ miễn dịch thích ứng là miễn dịch cao cấp hơn để đối phó với những tác nhân gây bệnh nguy hiểm hơn và đặc hiệu hơn. Như vậy có hai loại tế bào để tham gia trong miễn dịch thích ứng, đó là tế bào lympho T và tế bào lympho B. Tế bào lympho T thì có thể trực tiếp tiêu diệt khối bướu các tác nhân gây bệnh. Còn tế bào lympho B thì nó tạo ra kháng thể. Bây giờ chúng ta đi vào cái nguồn gốc tế bào lympho T. Như vậy thì chúng ta xem coi tế bào lympho T nó như thế nào. Nó được tạo ra từ tủy xương, sau đó thì nó được trưởng thành và gửi qua tuyến ức để đào luyện, và sau đó thì nó được đưa ra các cái cơ quan ngoại biên. Có thể nói vui là nếu mà chúng ta là tế bào lympho T thì tủy xương chính là bệnh viện tự chủ, là nơi mà sinh ra chúng ta. Còn tuyến ức là trường đại học y dược, tức là nơi mà đào luyện chúng ta. Còn bây giờ sau khi đào luyện ở tuyến ức, tức là trường đại học y dược rồi, thì chúng ta sẽ đến những cái cơ quan mà có gây bệnh, tức là đến các bệnh viện để làm. Như vậy tế bào lympho T là một tế bào được huấn luyện cẩn thận trong một trường đại học, mà trường đại học đó là tuyến ức. Còn có tế bào lympho B thì tế bào lympho D cũng hết sức lợi hại, nhưng mà hoàn toàn là nó cũng được sinh ra từ bệnh viện tự chủ, tức là tủy xương, nhưng mà nó hoàn toàn là không có được đào luyện. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là tế bào lympho B là không kém gì lympho T trong một số tình huống, cho thấy rằng không phải cứ được đào luyện là tốt, và chúng ta có thể tự đào luyện mà cũng có thể khá được. Bây giờ chúng ta bắt tay ngay vào tại sao mà chúng ta có thể nhận diện được kháng nguyên là vật lạ. Hồi đó chúng ta rất là thắc mắc một cái điều là toàn bộ tế bào lympho nó nằm ở trong hạch, còn tác nhân gây bệnh nó nằm ở mô mềm hoặc nằm ở cho cơ quan. Vậy thì tại sao tế bào lympho B chúng ta lại có thể tiêu diệt được tác nhân gây bệnh? Thì ra là có một cái tế bào gọi là tua bào dendrite cell. Chúng ta thấy rằng cái hình ảnh nó đầu tiên các cái dendrite cell này, tế bào tua này nó nằm ở các vị trí ngoại biên, nó thường trực ở ngoại biên, và khi mà có vật lạ xâm nhập thì cái tế bào tua này nó có thể nhận biết được những cái vật lạ đó là vật lạ đáng sợ, và sau đó nó di chuyển qua mặt bạch huyết, qua mặt máu. Chúng ta thấy rằng là cái hình số 3 là một tế bào tua đang di chuyển về làm gì? Nó về đến hạch bạch huyết để nó trình báo lại cho tế bào T. Như vậy tua bào là một cái tên lính do thám rất là lợi hại, nó có thể biết được những cái chuyện xảy ra ở ngoại biên để nó đi theo mạch bạch huyết về đến tế bào đến hạch. Bây giờ cái quá trình này diễn ra ở trong hạch, chúng ta chú ý rằng tế bào tua hiện giờ nó thấy nó có trong cái tế bào tua chúng ta thấy có những cái mảng màu xanh lá cây, xanh nước biển đó là những cái mảng peptide lạ của các vật lạ, thí dụ như peptide đó của vi sinh vật hoặc là của tế bào ung thư, thì tế bào tua nó nhận diện, nó nuốt trong đó, sau đó nó phải trình diện cho một cái yếu tố gọi là MSC. MSC là một cái protein xuyên màng mà chuyên đi trình diện những cái protein lạ. Chúng ta thấy rằng cái hình trang lưỡi liềm mà màu xanh lá cây tức là những peptide lạ nó được trình báo về cho tế bào lympho T. Chúng ta lympho T thì có một cái thụ thể gọi là TCA để tiếp nhận cái chuyện đó. Và tế bào lympho T này để được kích hoạt bởi tế bào tua thì nó không chỉ nhận cái tín hiệu từ MSC mà nó còn nhận tín hiệu từ B7 nữa. Như vậy hai yếu tố MSC và B7 nó đồng tác động làm cho tế bào T bị tác động. Như vậy đã rõ ràng là tế bào T đã được tế bào tua thông báo là trong cơ thể chúng ta có một vật lạ và nó thúc đẩy tế bào T phải đi tìm vật lạ đó để tiêu diệt. Chúng ta thấy rằng cái sự lợi hại của tế bào tua, tức là nó có thể nằm ở ngoại biên và nó thu lượm được những cái thông tin và nó đem đi trình báo cho tế bào T. Bây giờ chúng ta thấy rằng là tế bào T thì có hai loại tế bào T. Chúng ta nhớ là hai loại tế bào T. Tế bào T thứ nhất là tế bào CD8. Tế bào CD8 này trực tiếp đi diệt tế bào lạc. Thí dụ như là tế bào mà có nhân là tế bào ung thư, thì
sau khi đã được trình báo bởi tế bào tua là có một vật lạ mang tên là tế bào ung thư, thì chúng ta thấy rằng tế bào CD8 này á, nó sẽ đến, nó gắn kết với tế bào ung thư, tức là tế bào gây bệnh. Chúng ta thấy rằng TCR một lần nữa là một cái nhiệm vụ khác, không phải để tiếp nhận mà để thông tin, để mà gắn kết với MHC của tế bào có nhân đó. Và cái sự nhận diện này á, khiến cho tế bào lympho CD8 có thể tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư hoặc là những cái tế bào của vi khuẩn gây bệnh. Chúng ta xem cao khoảng hơn bên phải á, là tế bào CD4. Như vậy tế bào CD4 không có trực tiếp giết tế bào gây bệnh mà nó đi kích tác cho một cái tế bào miễn dịch khác. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng tế bào CD4 là đại tế bào CD4 loại TH1. Chúng ta thấy rằng là cái nơi mà nó kích hoạt là tế bào đại thực bào. Chúng ta thấy nó kích hoạt bằng nhiều cách. Thứ nhất là nó dùng TCA của nó giao tiếp với lại MHC của tế bào đại thực bào. Thứ hai nó dùng từ CD4 để nó giao tiếp với CD40 của tế bào đại thực bào. Ngoài ra tế bào CD4 nó còn tiết ra cytokine. Chúng ta thấy cái nhánh ngoài cùng bên phải á, cytokine này có thể kích hoạt đại thực bào. Như vậy thì tế bào CD4 lợi hại ở chỗ là nó sau khi nó nhận được cái lệnh của tế bào tua thì nó đem những cái thông tin đó nó đi trình báo cho tế đại thực bào và nó kích hoạt đại thực bào bằng bốn cửa ngõ mà chúng ta thấy rằng là cytokine, TCA hoặc là CD40 để làm cho đại thực bào nó có thể biết được là vật gây bệnh và nó đi tìm những vật gây bệnh và nó thực bào. Như vậy thì tóm lại là chúng ta có hai loại tế bào T. Tế bào CD8 thì trực tiếp diệt tế bào gây bệnh. Tế bào CD4 thì đi kích hoạt những đại thực bào, những cái tế bào miễn dịch khác. Chúng ta nhìn thấy dàn hình ngoài thì thấy rõ hơn. Như vậy thì các loại tế bào T thì tế bào CD8 cộng, tức là trên màng tế bào nó có thụ thể CD8 cộng thì chuyên đi diệt những tế bào gây bệnh. Còn tế bào CD4 cộng á, thì chuyên đi thông báo, chuyên đi trợ giúp cho những cái tế bào miễn dịch khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là không thể có nhiều tua bào được. Tế bào tua thì có ít thôi. Nhưng mà một khi nó kích hoạt tế bào T đó, thì tế bào T đó nhân lên số lượng. Và thí dụ như tế bào T đã nhận diện được là có một là tế bào ung thư và chúng ta phải đi tiêu diệt. Thì cái tế bào T này á, nó phải có một cái hành trình là nó sinh sản ra nhiều tế bào T khác, gọi là tế bào T phản ứng. Và tế bào T phản ứng này sinh ra rất là nhiều để mà đi tiêu diệt tế bào ung thư hoặc là tế bào vi khuẩn, vân vân. Như vậy thì rõ ràng là tế bào T thì số lượng nó ban đầu, tế bào tua thì ban đầu nó không nhiều lắm, nhưng mà nó kích hoạt tế bào T và tế bào T đó gọi là tế bào T phản ứng và sẵn tăng sinh số lượng để mà tiêu diệt quân thù. Như vậy thì tế bào T CD8 á, tiêu diệt các vật lạ như thế nào? Chúng ta thấy là sau khi mà nó gắn kết với tế bào ung thư á, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta thấy tế bào CD8 sau khi gắn kết với tế bào ung thư hoặc là một tế bào mà trên hình ảnh minh họa là một tế bào nhiễm virus. Virus thì biết rằng là một cái đoạn RNA hoặc là DNA luôn luôn virus vào nhiễm vào trong cơ thể mình, nó chui vào trong một tế bào nào đó. Và cái nhiệm vụ của cái tế bào CD8 của chúng ta và tiêu diệt cái tế bào đó. Và chúng ta thấy cái mối gắn kết mà chúng ta thấy hồi nãy là TCA gắn với MHC á, thì nó bắt đầu nó phóng thích ra hai yếu tố là perforin và granzyme. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tế bào CD8 nó diệt tế bào ung thư hoặc là diệt những tế bào gây bệnh bằng cách tiết ra những cái chất gọi là perforin hoặc là granzyme để mà tiêu diệt tế bào gây bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tế bào CD4, nhắc lại, CD4 có thể kích hoạt những tế bào miễn dịch khác để mà đi tiêu diệt ung thư hay tiêu diệt các tế bào gây bệnh. Chúng ta thấy rằng là trên tế bào CD4 có các cái thụ thể như là TCA, có những các yếu tố là CD40 hoặc là nó tiết ra những cytokine, như vậy nó kích thích được các cái tế bào miễn dịch. Chúng ta còn thấy rằng tế bào, hồi nãy giờ chúng ta đang bàn về nhiệm vụ của tế bào CD4 mà lại TH1, nhưng mà chúng ta lại có những cái tế bào CD4 mang tên là TH2 kích hoạt cái tế bào eosinophil. Chúng ta biết rằng là tế bào eosinophil là chuyên đi diệt các tế ký sinh trùng.
hoặc là sửa chữa những cái da sơ cứng. Chúng ta nhớ rằng hồi đó ở các phòng khám, một số bệnh nhân đến với cái tình trạng sẹo lồi á, thì các bác sĩ chúng ta hay dùng các corticoid để kích thích vào đó thì để kích hoạt những cái tế bào eosinophil, sửa chữa sự sơ cứng da và làm giảm cái sẹo lồi. Thì nó nằm trong những cái cơ chế như vậy. Như vậy tế bào TH2 là đi kích hoạt cái eosinophil để tiêu diệt các cái ký sinh trùng. Chúng ta lại có những cái tế bào khác, ví dụ như là tế bào trợ giúp giãn nang, tức là biết tắt của TFH, T follicular helper cell. Như vậy tế bào T trợ giúp giãn nang này á, thì đặc biệt là nó đi trực tiếp, nó tác động vào tế bào lympho B, và tế bào lympho B từ đó tạo ra kháng thể để diệt các cái tác nhân gây bệnh. Chúng ta lại có những cái tế bào và mang tên là TH17. TH17 thì thúc đẩy phản ứng viêm với kích hoạt các vặt cầu đa nhân trung tính. Chúng ta lại có tế bào T điều hòa. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là tế bào T nào á cũng rất là hung hăng để đi tiêu diệt các vật lạ gây bệnh. Nhưng mà tế bào T điều hòa á, nó lại khác. Nó lại đi ngăn cản các tế bào lympho khác, tế bào miễn dịch khác đừng có gây sự nữa, đừng có phản ứng nữa. Như vậy tế bào T điều hòa đó, T regular cell, vào sau này chúng ta thấy rằng trong các cái cơ chế của các thuốc mới người ta hay nhắc T regular mà mình không hiểu nó là gì đó, thì bây giờ chúng ta hiểu rằng T regular cell đó trên mình nó có rất là nhiều CTLA-4, cho nên một khi kích hoạt nó đi tác động lên những cái tế bào khác, miễn dịch khác, thì làm cho tế bào miễn dịch khác nó bớt đi cái phản ứng miễn dịch. Lại có những tế bào gọi là T trí nhớ, tức là sau khi chúng ta đã nhiễm cái tác nhân gây bệnh đó một thời gian rồi và chúng ta nhiễm trong một thời gian ngắn lại thì chúng ta là hoàn toàn là có thể nhanh chóng phản ứng đối với lại tác nhân gây bệnh đó là nhờ tế bào T trí nhớ. Thí dụ sau một đợt nhiễm trùng rất là nặng thì mình có thể tự hào là bây giờ tôi sẽ không có bị nhiễm lần nữa trong một thời gian vài tháng tới, là vì trong cơ thể mình có tế bào T trí nhớ, cho nên tác nhân gây bệnh đồng loại mà nó nhiễm vào cơ thể mình thì lập tức tế bào T trí nhớ nó sẽ là nhân số lượng một cách nhanh chóng và tiêu diệt tế bào. Như vậy miễn dịch để thích ứng là adaptive immunity thì nó có ba đặc điểm là đặc hiệu. Chúng ta biết rằng là đặc hiệu tức là cái tác nhân gây bệnh nào thì cái đáp giả là như vậy. Thứ hai là tự nhận biết, tức là nó có thể biết được vật lạ với lại vật quen thuộc trong cơ thể. Và thứ ba là nó có trí nhớ. Bây giờ chúng ta, hồi nãy chúng ta nói rằng miễn dịch để thích ứng thì có hai phần, là phần tế bào lympho T thì đã nói rồi. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần tế bào lympho B. Bây giờ chúng ta thấy rằng là một cái protein của sinh vật được xem như là vật lạ. Như vậy tế bào lympho B nó đón nhận bằng một cái receptor, nó biết đây là một vật lạ. Như vậy nó đưa cái vật lạ đó vào trong tế bào, nó phân cắt thành những peptide. Như vậy thì sau khi nó phân cắt thành những peptide thì những peptide này phải được trình diện trở ngược lại trên tế bào, trên một thụ thể của nó. Chúng ta chú ý lại rằng tế bào lympho B sau khi nhận ra một vi khuẩn thì nó sẽ ăn cái vi khuẩn đó vào trong người, nó phân cắt thành những cái peptide và nó có nhiệm vụ trình báo peptide trên cơ thể. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái peptide trên cơ thể đó thì sẽ được tế bào trợ giúp. Chúng ta hồi nãy nói tế bào lympho B muốn hoạt động được thì phải có tế bào T trợ giúp, cho nên chúng ta thấy tế bào T trợ giúp bây giờ nó kích hoạt tế bào lympho B qua những cái gắn kết mà chúng ta đã học rồi, TCA và CD40. Như vậy đó thì nó trợ giúp tế bào lympho B. Và nhiệm vụ tế bào lympho B là làm gì? Tế bào lympho B là tạo ra những cái kháng thể, và cũng giống như là tế bào lympho T, một khi tế bào lympho B đã được kích hoạt rồi á thì nó sẽ tăng sinh số lượng để mà đi tiêu diệt các cái tế bào gây bệnh khác. Và bây giờ chúng ta thấy là đây là một hình ảnh tế bào lympho B đã được kích hoạt. Sau khi tế bào lympho B kích hoạt rồi á thì nó chuyển sang một cái dạng gọi là tương bào. Như vậy tương bào á là plasma cell, chính là tế bào lympho B nhưng mà đã được kích hoạt, và sau khi được kích hoạt thì nó tạo ra kháng thể, và kháng thể này đã sẽ đi trực tiếp giết được tác nhân gây bệnh. Như vậy tế bào lympho B, chúng ta nhớ rằng tế bào lympho B có thể tiếp nhận được những tác nhân gây bệnh,
nhưng mà nó phải cần sự trợ giúp của tế bào lympho T trợ giúp để nó biến thành tương bào, và từ tương bào nó tiết ra những kháng thể, và kháng thể mới là vật mà tiêu diệt những tác nhân gây bệnh, ví dụ như vi khuẩn, virus hoặc là các cái tế bào ung thư. Bây giờ nói tiếp sâu hơn là tại sao kháng thể có thể tiêu diệt những tế bào lạ, thì chúng ta biết rằng kháng thể có 5 loại kháng thể IgM, IgG, IgD, IgE và IgA. Như vậy thì kháng thể nó có thể tiêu diệt được tế bào lạ bằng 4 cách. Một là phản ứng trung hòa, hai là phản ứng gắn kết bổ thể, ba là phản ứng insulin hóa, và 4 là gây độc tế bào nhờ kháng thể. Chúng ta để lần lượt coi coi phản ứng trung hòa là gì. Như vậy thì sau khi một virus mà xuất hiện trong cơ thể đó, thì kháng thể của chúng ta có thể là cô lập virus đó, làm cho virus đó không có khả năng xâm nhập vào tế bào. Cái phản ứng này là đơn giản gọi là phản ứng trung hòa. Chúng ta nhớ là trung hòa tức là làm cho cái nồng độ nó loãng đi, tức là cái số lượng virus đó nó hoàn toàn nó gắn kết với kháng thể và nó không còn có khả năng xâm nhập vào tế bào của chúng ta để gây bệnh. Có một hoạt động thứ hai á, tức là gắn kết bổ thể. Chúng ta biết rằng trong cơ thể ta có một số loại protein là bổ thể. Như vậy là các bổ thể này nó nằm rời rạc với nhau, nhưng mà protein, cái kháng thể của chúng ta là có cái hay là làm cho các cái bổ thể này nó đoàn kết lại với nhau, nó gắn kết lại một cái phức hợp gọi là phức hợp bổ thể. Và phức hợp này á, nó gắn kết với nhau thì nó bám lên cái tế bào màu đen. Chúng ta thấy rằng tế bào màu đen là một tế bào virus, một tế bào mà nhiễm virus đó, thì nó nằm trên cái tế bào đó. Và khi mà nó nằm trên tế bào đó thì tế bào đó lập tức là có một khởi phát một hiện tượng gọi là insulin hóa, hoặc là tạo nên phức hợp tấn công màng, thì là tế bào này lập tức bị ly giải. Như vậy thì cái phản ứng gắn kết bổ thể, tức là kháng thể nó làm cho các bổ thể nó liên kết với nhau và gắn trên cái màng tế bào của tế bào gây bệnh, và làm cho tế bào gây bệnh nó bị hủy ra. Chúng ta còn có một cái hoạt động gọi là insulin hóa. Bây giờ chúng ta thấy cái hình màu đen á, là cái tế bào bị nhiễm virus. Như vậy các cái kháng thể của chúng ta gắn với tế bào nhiễm virus đó, và cái phức hợp này gọi là hiện tượng insulin hóa. Và chính cái sự insulin hóa làm cho các tế bào miễn dịch của chúng ta có thể nuốt chọn nó dễ hơn. Như vậy nếu mà cái virus đó, cái tế bào mà nhiễm virus đó tồn tại một cách độc lập á, thì tế bào miễn dịch của chúng ta không thể nuốt nó được. Nếu chúng ta có những cái kháng thể gắn vào tế bào virus đó, tế bào nhiễm virus đó, và tạo thành một cái hiện tượng insulin hóa, thì tế bào miễn dịch của chúng ta mới nuốt nó được. Như vậy thì có một hiện tượng nữa là hiện tượng gây độc tế bào nhờ kháng thể. Như vậy tế bào chúng ta thấy rằng là tế bào bị nhiễm virus thì nó được gắn kết với kháng thể. Như vậy sau khi gắn kết với kháng thể thì tế bào này nó được nhận diện bởi tế bào NK, tức là natural killer cell. Thì cái tế bào natural killer cell mới là tác nhân mà giết cái tế bào bị nhiễm. Chúng ta thấy rằng một tế bào mà màu đen đen, màu xám á, có nhiễm tế bào virus. Như vậy á, trên cái cơ thể nó phát sinh, trên màng tế bào đó phát sinh những cái thụ thể, những protein lạ. Như vậy kháng thể gắn kết vào đó, và sau khi kháng thể gắn kết của đó nó chưa tiêu diệt, mà nó sẽ đi kích hoạt một cái tế bào gọi là tế bào NK để tiêu diệt. Như vậy hoạt động của kháng thể nó giết cái tác nhân bị nhiễm theo nhiều cơ chế. Như vậy thì chúng ta có những cái câu hỏi nhỏ để mà chúng ta có thể ôn lại những gì chúng ta đã học hồi nãy. Khi ngoại vật xâm nhập vào cơ thể, tế bào T đa số tập trung ở đâu? Tập trung ở hạch, cho nên chúng ta tế bào lympho T không nhận diện được chúng. Cái điều thứ hai là tế bào có thể nhận diện được ngay kháng nguyên vật lạ và đem thông tin đó về hạch để trình báo tế bào lympho T là tế bào gì? Tế bào tua, đúng rồi. Và cái thứ ba là sau khi tế bào T được tế bào tua trình báo kháng nguyên lạ và kích hoạt, thì tế bào CD4 sẽ rời cái gì? Rời hạch theo các mạch bạch huyết đến các cơ quan bị nhiễm để tiêu diệt tế bào lạ. Như vậy rõ ràng là tế bào T nó nằm trong hạch.
rồi nó sau khi nó nhận diện được cái tín hiệu có vật lạ thì mới đến cơ quan đó để gây bệnh, để nó tiêu diệt cái tác nhân gây bệnh. Khi nhận ra được tế bào lạ, tế bào T sẽ tiêu diệt bằng cách gắn kết với, chúng ta nhớ lại là TCA gắn liền với MHC của tế bào lạ, và sau đó tiết ra hai cái yếu tố gọi là gì? Perforin và granzyme, thì lúc đó mới làm cho cái tế bào lạ bị hoại tử. Thứ năm là tế đào CD4 sau khi được tế bào tua kích hoạt, nó sẽ đến các cái tế bào, nó sẽ làm gì? Nó sẽ là gắn kết với các tế bào miễn dịch khác để tế bào khác tiêu diệt các tế bào có kháng nguyên lạ. Như vậy tế bào CD4 là tế bào giúp đỡ. Và phần cuối cùng là tế bào CD4 gồm có những loại là TH1 làm nhiệm vụ, các bạn sẽ đọc, làm nhiệm vụ là kích hoạt lại thực bào. Tế bào TH2 làm nhiệm vụ kích hoạt các cái eosinophil. Tế bào TH17 thì làm nhiệm vụ làm gì? Là kích hoạt các cái bạch cầu đa nhân trung tính. Và cuối cùng là tế bào T điều hòa làm nhiệm vụ là làm cho ngăn trở các tế bào khác đừng có hoạt động nữa. Như vậy thì chúng ta đã qua cái phần gọi là miễn dịch để thích ứng. Bây giờ chúng ta qua tí xíu về một cái bài là rất là quan trọng và cái mối quan liên quan giữa miễn dịch và ung thư. Đây là một cái cơ sở rất là lớn để chúng ta mai mốt chúng ta có thể tiếp thu được điều trị miễn dịch ngày càng thay đổi mà ngày càng và khó khăn hơn. Chúng tôi nhận được những cái nghiên cứu của nước ngoài gửi vào và người ta mô tả những cái cơ chế, và nếu mà chúng ta không có những nền tảng được cái về vấn đề này thì chúng ta sẽ không hiểu được, và trong tương lai chúng ta phải hiểu được những điều này. Thứ nhất đó là chúng ta thấy là có 8 cái điểm khác nhau giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ tập trung đến một cái yếu tố sự khác nhau giữa tế bào ở chỗ là tế bào ung thư xảy ra đột biến nhiều hơn tế bào bình thường. Đó là một cái mà người ta nhận ra, và từ khi người ta nhận ra điều đó, người ta thấy rằng đã có nhiều điểm lý thú. Thứ nhất là nếu mà đột biến đó là một đột biến driver, ví dụ như EGFR, ALK, thì cái đột biến đó nó sẽ làm cho tế bào ung thư phân chia rất nhanh một cách không kiểm soát, và tế bào ung thư có thể tồn tại lâu dài và không chết cho tuổi già, và làm cho các cái gen khác để đột biến và tăng mức độ mà đột biến của khối u. Như vậy thì chúng ta đã tận dụng cái điều này để tạo nên những cái thuốc nhắm trúng đích giống như EGFR, TKI hoặc là ALK, TKI và nhiều nữa. Nhưng mà có một loại đột biến nữa gọi là đột biến Basinger. Rồi đột biến này được xem như là vô thưởng vô phạt, tức là nó không ảnh hưởng người sắp phát triển khối u, cho nên người ta mới gọi nó là hàng khắc là như vậy. Nhưng mà đột biến Basinger lại rất là quan trọng đối với lại miễn dịch, vì nó tạo ra những cái protein, mà những cái protein này rất là lạ, nó biểu hiện trên mặt tế bào, cho nên hệ miễn dịch của chúng ta rất là hay phát hiện những cái tế bào mà ung thư là vật lạ là như vậy. Như vậy là rõ ràng là đột biến Basinger là một cái yếu tố quan trọng để mà biểu hiện những cái protein lạ trên bề mặt tế bào ung thư, và biểu hiện những cái càng lạ trên bề mặt tế bào ung thư thì hệ miễn dịch của chúng ta càng dễ phát hiện. Và chúng ta nhớ đến điều này. Như vậy là đột biến driver không phải là mục tiêu của điều trị miễn dịch, mà đột biến Basinger mới là cái mục tiêu được điều trị miễn dịch. Vì sao? Vì đột biến Basinger, chúng ta biết đột biến thì nó sẽ sinh ra là biến đổi gen, mà gen tạo nên protein, và protein nó là thì cơ thể mình, hệ miễn dịch mình sẽ phát hiện. Như vậy thì tế bào ung thư sẽ bị cơ thể chúng ta phát hiện bằng cách nào? Thì chúng ta biết rằng gen tế bào ung thư dễ đột biến thì tạo ra những cái mảng protein lạ. Những mảng protein lạ này đó sẽ biểu hiện trên màng tế bào, hoặc là khi tế bào ung thư nó hoại tử, chúng ta thấy tế bào màu xám nó hoại tử thì nó phóng thích những protein lạ. Và chúng ta biết rằng cái vai trò mà nhận diện những cái vật lạ đó là vai trò của tế bào, đó là dendritic cell. Như vậy là một khi mà tế bào ung thư xuất hiện thì chúng ta biết bản chất nó là đột biến rất là dữ dội, và đột biến sinh ra những protein lạ thì sẽ được nhận diện bởi tế bào, và tế bào đó cell hành trình của nó chui vào mặt bạch huyết, nó đi vào trong mặt bạch huyết và chui vào trong hạch để mà trình báo cho tế bào miễn dịch của chúng ta, và hệ miễn dịch của chúng ta biết được là đã có sự xuất hiện của một tế bào lạ mang tên là ung thư,
và tế bào của chúng ta sẽ đi tiêu diệt chúng. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là sau khi tế bào đã thông báo tế bào lympho T rồi á, thì tế bào lympho T nó sẽ đi tiêu diệt các tế bào ung thư. Nhưng mà trước khi đi tiêu diệt á, thì nó phải sinh ra một đội quân nó hùng hậu hơn, chứ không phải là tế bào đó là lẳng lặng đi diệt, mà nó sinh ra, tức là nó sinh ra các tế bào. Bây giờ tế bào lympho T này gọi là tế bào lympho T đã được kích hoạt. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi là hệ miễn dịch có thể tiêu diệt được tế bào ung thư hay không? Thì câu trả lời là có. Hệ miễn dịch của chúng ta sẽ sử dụng tế bào T và kháng thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Chúng ta có thể trả lời ngay là hệ miễn dịch chúng ta sử dụng tế bào T và cả kháng thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Tế bào T thì chúng ta có hai loại, xin nhắc lại, tế bào CD8 và tế bào CD4. Tế bào CD8 thì trực tiếp diệt tế bào ung thư, còn tế bào CD4 á, thì đi thúc đẩy các tế bào miễn dịch khác để tiêu diệt tế bào ung thư. Kháng thể được tạo ra từ đâu? Từ tế bào B hoặc là tương bào. Tương bào là một dạng của tế bào B mà đã được kích hoạt. Như vậy kháng thể này cũng tiêu diệt được tế bào ung thư. Câu trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem tế bào CD8 nó tiêu diệt ung thư bằng kiểu nào. Bây giờ trước mắt chúng ta là hai cái tế bào mà chúng ta phải quan tâm. Đó là tế bào lympho T CD8 ở tế bào ung thư. Như vậy thì tế bào CD8 có thể làm tế bào ung thư đó hoại tử. Chúng ta thấy rằng sau khi gắn kết TCA, nó gắn kết với MSC số 1 á, thì tế bào ung thư đó sẽ bị hoại tử. Như vậy thì tại sao tế bào CD8 lại có thể nhận diện được tế bào ung thư? Chúng ta thấy rằng tế bào ung thư đó nó bị đột biến nhiều trong nhân, cho nên nó sinh ra những mảnh peptide rất là lạ. Chúng ta thấy những mảnh peptide đó bằng thể hiện bằng hình bán nguyệt màu xanh lá cây á. Nhưng mà cái nếu mà nó không có biểu hiện trên một yếu tố là MSC số 1 á, thì hoàn toàn á, là tế bào lympho T của chúng ta không nhận diện được chúng. Nhưng mà nó phải biểu hiện trên cái bề mặt của MSC á, thì chúng ta mới nhận được chúng. Chúng ta thấy TCA vừa nhận diện được MSC số 1 á, là đã tiêu diệt được tế bào ung thư. Nhưng mà chúng ta nhớ lại là không phải ngẫu nhiên mà tế bào CD8 này có thể nhận diện được cái những kháng nguyên đó đâu. Mà trước đó là tế bào tua đã thông báo cho tế bào CD8 biết được chuyện đó. Cho nên tế bào CD8 có thể nhận diện được tế bào ung thư là vật lạ. Và sau đó thì nó làm gì? Tại sao tế bào CD8 có thể tiêu diệt được tế bào ung thư? Vì nó tiết ra hai cái men gọi là perforin và granzyme, làm cho tế bào ung thư đó bị hoại tử. Đó là lý do mà tế bào ung thư bằng tế bào lympho T tiêu diệt. Tế bào CD4 á, thì giúp cho các tế bào miễn dịch khác để tiêu diệt tế bào ung thư. Trên cái hình ảnh của chúng ta là thấy tế bào CD4 nó cũng dùng hai cái cũng dùng thủ thể là TCA và dùng thêm một cái thủ thể khác là CD40 để nó tác động lên đại thực bào, và đại thực bào có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. Lại có tế bào TFH, tức là cái tế bào lympho dạng nang á, nó đi kích hoạt tế bào T và tế bào T lympho B, và tế bào lympho B này cũng sinh ra những kháng thể để tiêu diệt tế bào ung thư. Như vậy thì chúng ta qua cái cách tiêu diệt tế bào đầu tiên, bây giờ chúng ta coi cái tế bào, bây giờ chúng ta nói rằng là tế bào lympho T dạng nang có thể kích hoạt tế bào lympho B để tiêu diệt tế bào ung thư. Vậy là kháng thể tiêu diệt tế bào ung thư như thế nào? Chúng ta thấy rằng là có ba cơ chế. Thứ nhất là kháng thể gắn kết vào kháng nguyên của tế bào ung thư. Và sau khi kháng kết tế bào kháng nguyên của ung thư thì nó kích hoạt các bộ thể. Và chúng ta đã biết rằng khi mà bộ thể gắn kết vào tế bào ung thư, nó làm cho màng tế bào ung thư suy yếu và chúng ta làm cho tế bào đó bị hoại tử. Cái cách thứ hai á, là cái kháng thể sau khi gắn với tế bào ung thư á, thì nó sẽ kích hoạt một tế bào khác là natural killer cell để mà gắn kết vào tế bào phức hợp gồm có kháng thể của chúng ta và các yếu tố của tế bào ung thư, và tế bào natural killer cell sẽ tiêu diệt tế bào ung thư. Thứ ba là chúng ta biết rằng là khi mà cái kháng thể chúng ta gắn với bộ thể và gắn với các phức hợp của trên màng tế bào thì nó tạo nên một hiện tượng
opsonin hóa. Như vậy hiện tượng opsonin hóa làm cho đại thực bào có thể thực vào, tức là nuốt nguyên cái tế bào ung thư vào trong đó. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta biết rằng người ta nói hồi đó chúng ta chỉ nghĩ chung chung là nếu chúng ta có kháng thể thì kháng thể đó để tiêu diệt những tác nhân gây bệnh. Nhưng mà chúng ta không hiểu sâu, bây giờ chúng biết rằng là khi mà có kháng thể để tiêu diệt tác nhân gây bệnh thì nó sẽ tiêu diệt bằng ba cách. Cách thứ nhất á, thì nó gắn vào các cái bộ, gắn vào cái yếu tố trên các tác nhân gây bệnh và nó kích hoạt các bộ thể để nó làm suy yếu cái màng tế bào gây bệnh và nó hủy diệt. Thứ hai là nó là mượn tay tế bào natural killer cell để mà tế bào natural killer cell có thể tiêu diệt chúng. Và thứ ba là nó gắn kết với bộ thể và nó gắn kết một khối gọi là khối hiện tượng opsonin hóa. Một tế bào bị opsonin hóa thì sẽ bị đại thực bào nó tiêu diệt. Như vậy thì kháng thể nó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư bằng ba cách. Như vậy thì chúng ta biết những điều này á, thì nghe có vẻ chán, nhưng mà nếu mà chúng ta xuất hiện một cái thuốc mới để gây để ban điều trị ung thư á, thì chúng ta sẽ không hiểu gì hết, tại vì nó dính dáng đến những cái kiến thức cơ bản mà chúng ta học hôm nay. Mai sau chúng ta sẽ có những cái cách điều trị mà dựa trên những cái nền tảng cơ bản như thế này. Bây giờ một câu hỏi kế tiếp là tại sao các tế bào ung thư được hệ miễn dịch xem là vật lạ? Chúng ta biết rằng là trên mỗi cái tế bào của chúng ta đều có một cái yếu tố gọi là yếu tố MSC. MSC thực chất là một cái protein xuyên màng, nhưng mà luôn luôn nó có một cái yếu tố để mà trình diện kháng nguyên. Ở con người thì người ta gọi là SLA, tức là mỗi người đều có một SLA để mà trình diện lên đó. Một cái số kháng nguyên nó trình diện qua một yếu tố là MSC để chúng ta biết rằng là cái peptide đó là lạ hay không lạ. Những peptide được tổng hợp á, thì chúng ta biết peptide thì có nguồn gốc từ DNA, cái hình bên phải hình tế bào, thì chúng ta thấy rằng là tế bào bên phải á, là một tế bào bình thường, cho nên peptide nó không bị đột biến. Cho nên khi peptide đó được sinh ra bởi DNA bình thường á, thì nó biểu hiện bằng cái hình màu vàng á, ở trên cái MSC á, là một cái peptide hoàn toàn bình thường. Như vậy thì nếu mà tế bào lympho T chúng ta mà có gặp gỡ các tế bào bình thường đó thì nó sẽ không tiêu diệt. Vì sao tế bào này là bình thường thì chúng ta là thấy rằng DNA của nó bình thường không bị đột biến, và DNA nó là bình thường không bị đột biến, cho nên peptide nó cũng bình thường luôn. Cho nên cơ thể chúng ta xem tế bào này là tế bào bình thường và không tiêu diệt. Và bây giờ tế bào ung thư thì sao? Giờ chúng ta coi tế bào ung thư thì trong cái nhân nó có DNA, và DNA nó bị đột biến, và DNA bị đột biến thì chúng ta tạo ra RNA bị đột biến luôn, và chúng ta tạo nên một peptide rất là lạ. Một peptide rất là lạ thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn được trình diện trên cái bề mặt của MSC. Như vậy nó trình diện trên cái bề mặt của MSC á, thì cơ thể chúng ta phát hiện nó là vật lạ liền, và khi phát hiện vật lạ thì chúng ta biết rằng là nó sẽ bị tiêu diệt. Như vậy thì trong một khối bướu á, thì nó gọi là một cái vi môi trường bướu, micro environment. Trong cái vi môi trường đó bao nhiêu điều xảy ra. Hồi trước mà chúng ta chiếu lên hình vẽ này á, thì chúng ta chiếu đơn điểm mà chiêm ngưỡng thôi, chứ còn không có phải là để đi sâu. Nhưng mà chúng tôi để cái hình này á, tại vì không có thời gian. Nhưng mà sau khi mình học xong cái những bài học này á, thì toàn bộ các chi tiết trong cái hình ảnh đó chúng ta có thể giải thích được hết trong cái hình ảnh đó. Và bây giờ thì chúng ta không có thì giờ, nhưng mà chúng ta biết là trong một khối bướu nó có bao nhiêu là tế bào trong đó, ngoài tế bào ung thư còn có các tế bào miễn dịch, và mỗi tế bào miễn dịch đó đóng vai trò như thế nào. Trên tế bào miễn dịch đó chúng ta còn thấy được những tế bào gọi là T regular cell đó, tức là nó đối ngược với những tế bào miễn dịch khác, tức là nó không có đi tiêu diệt tế bào ung thư mà nó đi ngăn trở tế bào ung thư. Như vậy thì chúng ta đã biết được là tóm lại là tế bào ung thư, tế bào miễn dịch của chúng ta có thể tiêu diệt được tế bào ung thư như thế nào. Bây giờ chúng ta là chuyển sang chiều ngược lại. Như vậy ung thư đâu phải là một cái bệnh lý tầm thường, cho nên nó rất là khôn, nó biết cách đối phó lại trước những tác động của hệ miễn dịch của chúng ta bằng cách là nó làm biến mất MSC. Chúng ta biết rằng là ở hình vẽ này chúng ta thấy rằng là MSC á, là nó luôn luôn trình diện kháng nguyên lạ, nhưng mà các tế bào ung thư đó, nó khôn đến mức mà nó làm biến mất
MSC. Mà khi mà là biến mất MSC thì hệ miễn dịch chúng ta là thua luôn, không nhận diện được nó là vật lạ. Chúng ta thấy rằng tu bào á, không có làm nhiệm vụ là nhận biết được, hoàn toàn là vô ích. Chúng ta là không nhận diện được MSC của tế bào ung thư. Thứ hai á, là nó làm cho tế bào CD8 á, CD8 cộng á, trở nên vô ích. Chúng ta biết rằng là tế bào CD8 cộng á, nó có một cái yếu tố rất là đặc biệt, đó là PD-1. Nếu mà chúng ta tác động vào đó thì tế bào CD8 cộng sẽ tê liệt, nó không đi tiêu diệt được tế bào ung thư. Như vậy đó, tế bào ung thư có một cái lợi hại, nó mang một cái ligand mang tên là PD-1, và bây giờ nó tác động lên PD-1 thì làm lập tức làm cho tế bào CD8 cộng nó tê liệt, nó không còn khả năng chiến đấu nữa. Đó là cách thứ hai mà tế bào ung thư nó tác động lên tế bào miễn dịch của chúng ta, làm vô hiệu hóa. Thứ ba đó là nó làm cho cái số lượng của tế bào T regular nó tăng lên. Chúng ta biết rằng là tế bào lympho T không phải là tế bào nào cũng tận diệt tế bào ung thư, mà có những tế bào mà là làm ngược lại, tức là làm cho tế bào miễn dịch của chúng ta giảm bớt hoạt động. Như vậy là tế bào đó là có tế bào T điều hòa, tức là T regular cell, viết tắt là TREG, T-reg, tức là tế bào này đặc điểm trên màng nó có nhiều cái yếu tố âm tính, tức là CTLA-4, cho nên cái thứ ba của tế bào ung thư làm cho các tế bào T regular cell này nó nhiều lên và biểu hiện nhiều CTLA-4, thì lập tức là hệ miễn dịch mình suy yếu, là không chống lại được tế bào ung thư. Như vậy là tế bào ung thư hiện giờ nó sẽ tận dụng được ba cái cách, là thứ nhất là làm biến mất cái khả năng nhận diện lạ của nó, tức là làm biến mất MSC số 1. Thứ hai nó làm cho tế bào T phản ứng trở nên bị kiệt sức, tức là tế bào T phản ứng đó không có khả năng chiến đấu, là vì nó điểm đúng vào cái huyệt PD-L1. Và thứ ba nó làm cho tế bào T điều hòa nó biểu hiện quá mức các CTLA-4, và tế bào T điều hòa mà nhiều CTLA-4 quá, nó sẽ đi can thiệp vào những tế bào miễn dịch khác, làm cho cái việc mà chống lại tế bào ung thư nó bị ngừng trệ. Như vậy thì chúng ta dành một ít phút cuối để mà ôn lại những gì trong tế bào chúng ta đã làm. Tế bào ung thư có rất là nhiều kháng nguyên lạ, và kháng nguyên lạ này được tế bào gì nhận diện? Tế bào tua, đúng rồi. Và thứ hai là tế bào tua mang thông tin kháng nguyên bướu để thông báo cho tế bào lympho T và tế bào lympho B. Và tế bào lympho CD8 cộng á, sau đi nhận diện được kháng nguyên bướu, nó sẽ tìm đến khối bướu để mà tiêu diệt khối bướu. Và tế bào CD4 á, sau khi nhận diện được thông tin kháng nguyên bướu á, nó sẽ gì? Nó không trực tiếp diệt tế bào ung thư, mà là sẽ giúp các tế bào khác để tiêu diệt tế bào ung thư. Tế bào CD4 diệt tế bào ung thư bằng cách nào? Tế bào CD4 diệt tế bào ung thư bằng cách tiết ra hai cái loại men, đó là granzyme và porphyrin. Tế bào CD4 kích hoạt đại thực bào, và sau đó đại thực bào sẽ thực bào tiêu diệt tế bào ung thư. Tế bào CD4 cũng kích hoạt tế bào B nữa, và tế bào B sẽ tạo nên cái gì? Chúng ta là tạo nên kháng thể, và kháng thể tiêu diệt tế bào ung thư bằng đến 3 cách được. Chúng ta biết rằng là làm cho kết hợp với bổ thể làm cho màng tế bào suy yếu, và màng tế bào của tế bào ung thư bị suy yếu thì nó sẽ hoại tử. Cách thứ hai đó là làm hiện tượng opsonin hóa, và thứ ba nó làm cho kích hoạt tế bào natural killer cell để tiêu diệt tế bào ung thư. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày cái phần thứ hai rất là quan trọng, sự mối liên quan giữa tế bào hệ miễn dịch của chúng ta và tế bào ung thư. Phần trình bày của tôi đã chấm dứt. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Tấn Khôi. Rất là cảm ơn bác sĩ Khôi sau khi đã đọc rất là nhiều tài liệu, cái này phải đầu tư rất là lớn để tóm lại và cho chúng ta hiểu được về cái nguyên tắc hoạt động của các cái tế bào miễn dịch. Chúng ta nghe vậy là giờ mà chúng ta đọc sách thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không? Để chúng ta hiểu được những cái nguyên tắc của cái vấn đề hoạt động của tế bào miễn dịch trong bình thường, và đặc biệt nhất là trong đối với lại bệnh lý ung thư. Thì thực sự ra là cái miễn dịch để
trong vấn đề ung thư thực ra cũng rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên với những cái cơ bản này, cái này á, là nếu mà thực sự ra cái tế bào tua nó rất là lâu, người ta nghĩ rằng lúc đó người ta chưa hiểu hết về tế bào tua, người ta nghĩ rằng là qua cái tế bào tua đó sẽ tiêu diệt cái tế bào ung thư. Nhưng mà hiện nay thì người ta đã tìm cái sự tiến bộ về nghiên cứu cơ bản quá nhiều, người ta hiểu rằng cái vai trò của dendritic cell nó chỉ ở vị trí đó thôi, và nên chứ không phải là nó là hồi đó người ta nghĩ là dendritic cell là một cái vị trí rất quyết định trong vấn đề tiêu diệt tế bào ung thư rất là lâu rồi. Thì tôi nhớ là cách đây khoảng hơn 10 năm là Trung Quốc cũng tập trung nghiên cứu về cái dendritic cell, tại vì họ lúc đó cái dendritic cell là giống như là đang hot rồi đó, ta còn nghĩ ra những cái cách để làm sao cái con dendritic cell đó sẽ học được những cái kháng nguyên mới, những kháng nguyên ung thư á, là truyền vào để kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của mình. Nhưng mà rõ ràng một điều, cái dendritic cell chỉ là một trong những cái quá trình để hoạt động cho cái tế bào miễn dịch thôi. Đó là cái việc, và cảm ơn bác sĩ Khôi đã cho chúng ta cái miễn dịch ứng trong cái buổi ngày hôm nay. Thì một bài thứ ba là bài cuối cùng, thì xin kính mời thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Phan Tấn Thuận, phản ứng của hệ miễn dịch trước tế bào ung thư. Xin mời bác sĩ Thuận. Dạ, kính thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Xuân Dũng, bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Tuấn Khôi, bác sĩ Lê Thị Nhiều, cũng như là các thầy cô, cũng như các quý vị đồng nghiệp đang tham dự cái chương trình cập nhật một số các kiến thức cơ bản về cái miễn dịch trong ung thư. Thì cũng xin cảm ơn là đã cho phép tôi hôm nay để trình bày một số các cái khái niệm cơ bản về tương tác của tế bào ung thư và hệ miễn dịch. Trong một trong những cái đặc điểm lớn của cái miễn dịch về bú, đó là tumor immunology. Chúng ta nghe bài của bác sĩ Nhiều, chúng ta nghe bài của bác sĩ Khôi, thì chúng ta rất là thấy rất là tương đối là đơn giản. Và dĩ nhiên thì trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Và như vậy thì để mà chuyển hóa được những cái điều, những cái mối quan hệ phức tạp, thậm chí rằng nó không phải là nó diễn ra bên ngoài xã hội hay thậm chí là ở bên ngoài vũ trụ, mà ngay cả trong bản thân của mọi người chúng ta nó có những cái mối liên hệ chằng chịt, và kể cả về bệnh sinh của ung thư nó cũng phức tạp như vậy. Thì chúng tôi cũng sẽ xin cố gắng là trình bày tối giản có thể qua hai cái vấn đề chính, đó là khái niệm cơ bản về miễn dịch và miễn dịch ung thư trong yếu tố vi môi trường bú, và thứ hai là những mô hình tác động của tế bào ung thư và hệ miễn dịch. Cũng cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Khôi, thì chúng ta cũng đã hiểu rất là nhiều. Tôi xin lược lại một số các vấn đề trong ung thư. Thì các thầy cô có thể thấy rằng là những cái hiểu biết về cái sinh học phân tử ung thư đã dẫn tới những cái sự hiểu biết rất lớn về ung thư. Từ những năm 2000 chúng ta thấy rằng cái biểu đồ bên tay trái của chúng ta là những cái hiểu biết cơ bản nhất về sinh học và những cái biến đổi ung thư. Thì tới năm 2011 thì chúng ta thấy rằng cái vòng sinh học nó đã phát triển rộng ra, và cho tới năm 2022 thì chúng ta thấy rằng là cái những hiểu biết về sinh học phân tử nó cực kỳ lớn, trong đó nó có cả những cái hiểu biết mới về miễn dịch học ung thư và những hiểu biết mới về cái cơ chế bệnh sinh khác, để mà từ đó là chúng ta thấy rằng là ung thư nó một cái thực sự là một cái biến đổi phức tạp. Và cái bài trình bày của Douglas Hanahan tại ESMO, hội nghị ESMO năm nay 2023, nó cũng đã một lần nữa khẳng định lại là chúng ta sẽ có những cái bước tiến mới trong cái vấn đề về hiểu biết về ung thư và các cái điều trị ung thư có liên quan. Nhìn lại thì chúng ta đã nghe bài của bác sĩ Nhiều và bài của bác sĩ Khôi, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ nói được nó có nhiều cái cách phân chia trong cái miễn dịch của cơ thể của chúng ta, và những cái sự phân chia này nó sẽ dựa trên các cái mục tiêu, mục đích. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng nó có những cái hệ miễn dịch mà chúng ta nói rằng bài của bác sĩ Nhiều trình bày, đó là hệ miễn dịch có liên quan tới hệ miễn dịch, nó gọi là hệ miễn dịch bẩm sinh hay là innate immunity, hay là hệ miễn dịch tức thời. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng nó có những cái hệ miễn dịch khác, chúng tôi gọi là hệ miễn dịch về cái thích ứng, như là bài của bác sĩ Khôi trình bày, hay là hệ miễn dịch đáp ứng lâu dài, hay là hệ miễn dịch chuyên biệt có nhớ, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng nhìn chung thì cái biểu đồ này nó sẽ thể hiện rất rõ rằng cái tế bào miễn dịch trong cơ thể chúng ta và các cái sự hiểu biết của về cái miễn dịch về tế bào T, tế bào B cũng như kháng thể,
và một số các cái tế bào tua như dendritic cell DC đó, như là tiến sĩ Xuân Dũng vừa mới đề cập, chúng ta thấy rằng nó được giải Nobel về khi mà chúng ta phát hiện ra một số các cái thành tố đó. Quay trở lại ung thư thì chúng ta thấy rằng ung thư nó không phải là một cái phần mà nó đến từ vũ trụ hay là một cái yếu tố nó lạ, nó cắm vào người chúng ta. Ung thư nó là một cái phát triển dựa trên các cái vấn đề có liên quan tới cái sinh trưởng của cái quá trình trong cơ thể chúng ta. Chúng ta từ một tế bào, một nửa của cha gặp nửa của mẹ thành một tế bào duy nhất, nó là một cái tế bào đầu dòng stem cell, và từ đó nó sẽ phát triển lên hàng loạt các cái loại tế bào ung thư. Và các cái yếu tố này nó sẽ có kéo dài trong cả cuộc đời của con người của chúng ta. Và vì một cái lý do nào đó, những cái quá trình sinh trưởng phát triển của cái tế bào của mô nó có gặp vấn đề thì nó sẽ không thể kiểm soát được, thì nó sẽ sinh ra khối bú ung thư. Cho nên chúng ta cũng sẽ hiểu rằng ung thư là một phần cơ thể của chúng ta phát triển không bình thường, không thể kiểm soát. Và chính vì vậy nó sẽ làm nó là một cái chúng ta thấy là một cái phần cơ thể. Và chúng ta cũng đã nghe bác sĩ Khôi trình bày là hệ miễn dịch nó sẽ nhận diện cái vật lạ, một cái tế bào ung thư là cái vật lạ, nhưng mà phần lớn chúng ta thấy rằng nó sẽ rất là khó để mà cho tế bào miễn dịch nhận diện tế bào ung thư để mà thay đổi. Vì nó bú nó sẽ gây ra những sự hỗn loạn nhất định về lưu chuyển máu và phân bố mạch máu, thay đổi môi trường đệm và miễn dịch, và tạo ra áp lực chọn lọc ung thư có thể xâm nhập phá hủy cái hệ miễn dịch thông qua các cái cơ chế trốn thoát miễn dịch, immuno escape, và từ đó thì tế bào ung thư có thể có những tiến triển ác tính, xâm lấn và di căn. Cho nên như vậy đó thì cái thay đổi về miễn dịch và vi môi trường bú cũng như là môi trường cơ thể của chúng ta là những yếu tố quan trọng trong cái quá trình sinh bệnh học của ung thư, đặc biệt là đối với những trường hợp mà xâm lấn và di căn. Một cách đơn giản chúng ta thấy rằng đó là bài của bác sĩ Nhiều cũng như bác sĩ Khôi trình bày, chúng ta thấy rằng ung thư nó tế bào miễn dịch nó sẽ phản ứng khi mà nó nhận diện các cái vật lạ bao gồm là protein hay là các cái vi trùng, virus hay là thậm chí là nấm. Tuy nhiên thì ung thư nó như thế nào? Bác sĩ Khôi trình bày một đơn giản cái cơ chế rằng là nó sẽ có đột biến, nó sẽ có sản sinh ra những cái protein lạ, nó tế bào khi hệ miễn dịch nó sẽ nhìn nhận. Tuy nhiên một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là khi mà trong cơ thể chúng ta có sự phát triển bất thường, và tức là có những cái điều mà coi như là phát triển mà không thể là kiểm soát được, thì cơ thể chúng ta rất là kỳ diệu, nó có những cái cơ chế sửa chữa ở mức độ phân tử, ở mức độ DNA, mức độ RNA, mức độ protein, thậm chí rằng khi mà nó ra tế bào thì nó cũng sẽ có cái cơ chế để mà nó khiến cho những tế bào đó nó bị dừng lại và nó bị tiêu diệt đi. Thì như vậy đó thì hệ miễn dịch nhận diện tế bào ung thư đặc biệt là như là một cái mối nguy hiểm thông qua các cái nhiều cái cơ chế khác nhau, chứ không chỉ là liên quan tới việc mà vật lạ, mà nó là thông qua hàng loạt các cơ chế trình diễn kháng nguyên và kháng thể để từ đó ức chế cái dòng tế bào ung thư. Và như vậy đó thì coi như là và tế bào ung thư nó hiện diện trong cơ thể tại bốn nguyên phát, và từ đó nó có thể nó phát triển xâm lấn sâu phía dưới hoặc là nó di căn ra. Nói một cách đơn giản, đây là cái mô hình đơn giản nhất, là nó sẽ có những cái yếu tố quan trọng tương tác giữa các cái tế bào ung thư, tế bào có thẩm quyền miễn dịch và thậm chí là các tế bào nội mô ở bên dưới mà chúng tôi sẽ trình bày ở sau này. Cho nên nói một cách đơn giản rằng cái việc phát triển sinh bệnh học của ung thư là một cái quá trình tương đối là phức tạp và tham gia bởi nhiều thành tố khác nhau. Cái đây là một cái sơ đồ đơn giản từ những năm thập niên 2000, thì chúng ta thấy rằng nó là khi mà tế bào ung thư nó hình thành và nó thoát khỏi cái sự kiểm soát miễn dịch tại chỗ, rồi sau đó nó xâm lấn, nó vào mạch máu, mạch huyết, nó đi tới những cái cơ quan khác như là bác sĩ Khôi đã trình bày, thì chúng ta có một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là nó phải thoát khỏi cái sự đè ép miễn dịch, thoát khỏi sự nhận diện và tấn công của các cái tế bào miễn dịch. Như là cái cơ chế của bác sĩ Khôi là một trong những cơ chế mà coi như là kinh điển nhất. Tuy nhiên nó có nhiều cái yếu tố khác nhau bên cạnh các cái vấn đề có liên quan tới thẩm quyền miễn dịch của tế bào T. Nó còn có những cái vấn đề liên quan tới tế bào B và những cái tế bào khác, nó tạo ra những cái phản ứng viêm đè nén hoặc là như là do các yếu tố ví dụ như là thiếu oxy hay là tăng sinh mạch. Nó có hàng loạt các cái cơ chế để mà từ đó
tế bào bú nó du hành ở trong trong mạch máu, mạch bạch huyết, rồi từ tế bào bú nó sẽ trốn thoát cái miễn dịch và nó cắm tại chỗ. Nó có cái sự tương tác rất là nhiều các yếu tố bên dưới và thông qua toàn bộ các cái cơ chế của miễn dịch, chứ không chỉ riêng là trình diện rồi trốn thoát của cái tế bào T, của tế bào ung thư với cái tế bào T hoặc là tế bào dendritic cell. Cho nên nó cơ chế nó thực sự nó phức tạp, chúng tôi sẽ trình bày phía sau. Cho nên đây là cái sơ đồ rất là đơn giản dễ hiểu rằng là tế bào ung thư nó sẽ phát triển tại chỗ và nó sẽ di căn tới những nơi khác một khi mà có những cái cơ chế quan trọng, đặc biệt là những cái cơ chế có liên quan tới cái vấn đề về trốn thoát cái miễn dịch. Nhưng mà trong cái vi môi trường bú chúng ta còn nhiều hơn là một cái yếu tố, các cái tế bào thẩm quyền miễn dịch, chúng ta có những cái tế bào trung mô, những cái tế bào khác phía bên dưới, và đây là một trong những cái sơ đồ mà chúng ta bị biểu diễn là một khối bú nó có hàng loạt các cái tế bào khác nhau, và cái sơ đồ này cũng đã được một phần trình bày bởi bác sĩ Khôi. Và như vậy đó thì chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng là do cái sự tương tác đó nó sẽ sinh ra nhiều các cái vấn đề để có thể thúc đẩy bú hoặc có thể đề kháng bú. Bên cạnh các cái vấn đề về tế bào học thì chúng ta sẽ có các cái vấn đề khác có liên quan tới các yếu tố nội mô, các cái hormone, các cái chất phản ứng viêm, ví dụ như là cytokine hay là interleukin, nó cực kỳ là phức tạp chứ không chỉ là đơn giản như là những điều chúng ta đang nói và đang học. Tuy nhiên thì cái khoa học cũng đã đang tiến dần tới những cái bước mà chúng ta sẽ lợi dụng những cái vấn đề đó để mà chúng ta phát triển các cái đích điều trị cho cái điều trị ung thư. Và đây là một trong những cái ví dụ, và cái tế bào ung thư và tế bào miễn dịch nó tương tác với lại tế bào bú, cái tế bào fibroblast và cái tế bào sợi, để mà từ đó nó sẽ sản sinh ra các cái mô hình tiến triển cũng như là ức chế ung thư, mà chúng tôi cũng không có nhiều thời gian cũng như là cũng không có nhiều cái hiểu biết về sinh học phân tử phía dưới để mà giải thích cho các anh chị từng cái mục một. Chúng ta thấy rất là phức tạp. Ví dụ như fibroblast nó sẽ tương tác, nó sẽ với lại tế bào CD8, tế bào dendritic cell vân vân, hoặc là thậm chí rằng tế bào B, để mà từ đó là coi như là nó sẽ sản sinh ra các yếu tố nội mô bên cạnh phía dưới và phát triển để mà ức chế hoặc là coi như là kích hoạt cái sự phát triển của các tế bào bú. Và tất cả những yếu tố đó nó liên quan, chúng ta biết rằng ung thư nó là bệnh lý về gen, và những cái yếu tố liên quan tới gen nó sẽ quyết định rằng cái đặc điểm phát triển của bú. Nhưng mà bên cạnh đó gen nó cũng sẽ phát triển ra những cái vấn đề có liên quan tới cái hệ thống nội mô và cái hệ thống miễn dịch. Đây là một trong những cái ví dụ chúng tôi hay lấy là về cái ung thư vú, thì chúng ta thấy rằng nó là thậm chí là cái bộ 70 gen này, thì trong cái vòng hallmark of cancer, chúng ta thấy là các cơ chế bệnh sinh của ung thư đó thì họ đã thử hàng loạt các cái gen có liên quan tới các cái cơ chế bên dưới, mà hiện nay nó còn phức tạp hơn nữa. Đây là một cái ví dụ khác về cái vấn đề về cái sự phát triển của cái tế bào ung thư. Nó nằm ngủ hay nó kích hoạt thì chúng ta sẽ thấy nó có sự tham gia của các cái con đường dẫn truyền. Cái mô hình này rất là đơn giản, tuy nhiên trong thực tế thì nó cực kỳ phức tạp hơn nhiều so với lại những cái hiểu biết cụ thể của chúng ta. Cho nên chính vì vậy chúng ta sẽ không cầu rằng một tế bào ung thư nó có thể nó thông minh hơn tất cả các cái nhà ung bướu học chúng ta ngồi lại với nhau. Cho nên đây là một cách đơn giản rằng nó có thể nó tương tác với lại tế bào nội mô, tế bào fibroblast và cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch, ví dụ như các con tế bào T hoặc là con macrophage, thì coi như vậy thì nó sẽ khiến cho cái tế bào nó có thể nó ngủ yên. Tuy nhiên vì một lý do gì đó mà thay đổi các cái vi môi trường thì cái tế bào nó sẽ thức dậy, và coi như thức dậy bên cạnh các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch nó sẽ biến đổi, nó sẽ mất khắc chế và nó sẽ có tương tác với các cái tế bào nội mô để mà từ đó nó sẽ thâm nhập và coi như là nó sẽ có thể là nó gây ra cái hiện tượng là viêm của bú, hoặc là gây cái một số tình huống khác thì nó lại là mất cái điều hòa, nó không thấm nhập được cái tế bào lympho vào bú, thì nó sẽ không có cái cơ sở để nó ức chế. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng bú nó sẽ phát triển nhiều hơn, và như vậy thì đó là một cái mối liên hệ nhiều chiều chứ không phải là một chiều. Thì đây là các một trong những cái bài phân tích và các cái phân tích về gen. Bên cạnh các cái biểu hiện của gen về bú, chúng ta thấy rằng các cái gen của cái hệ thống nội mô nó cũng sẽ quyết định là cái vị trí các tổn thương tế bào bú nó có thể lan tới. Ví dụ như là có những cái gen nó chuyên biệt cho ung thư di căn tạng, ví dụ đây là ung thư bú di căn tạng, nó sẽ có một số các cái gen nhất định, và phần lớn các cái gen này thì chúng ta đã có hiểu được
các cái vai trò của nó trong cái hình thành cái vi môi trường bú. Và đây là các cái phân tích về khi mà cái phân tích về gen trên các cái gen có liên quan tới cái hệ miễn dịch, thì chúng ta thấy rằng là ung thư vú nó có hàng loạt các cái biến đổi. Ví dụ như là 89 gen theo các vị trí khác biệt của di căn, 18 gen nó có liên quan tới dấu ấn viêm của bú, 4 gen nó có liên quan tới cái tế bào CD8, và một số các cái gen liên lẻ khác có liên quan tới các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch như là Treg hoặc là tế bào B, và 4 gen có liên quan tới macrophage trong các hình thành cái sinh bệnh học của ung thư vú di căn. Đặc biệt là một số phân tích ví dụ như là di căn phổi và màng phổi thì có biểu hiện cao nhất của gen liên quan miễn dịch, trong khi di căn não lại thấy biểu hiện thấp nhất. Như vậy thì rõ ràng là rất là khó để mà cái tế bào ung thư nó xâm nhập lên não, và khi mà tế bào ung thư nó xâm nhập lên não thì nó sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Thì đó là cái sự khác biệt khi mà chúng ta thấy rằng là mặc dù là một cái thể bệnh ung thư vú, có thể là ung thư vú tâm âm, có thể là ung thư vú hợp hai dương tính, hoặc là ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính, chúng ta thấy rằng nó tương tác với lại cái hệ môi trường bên dưới và tương tác với các cái tế bào miễn dịch để nó có những hình thái phát triển và đáp ứng với các điều trị cực kỳ khác nhau, và không ai giống ai. Chúng ta là một thể unique, và thậm chí rằng mỗi khối ung thư trong người của bệnh nhân là một cái thể unique, không thể nào giống, có một cái bản sao nào giống được cái sự phát triển, hình thành và phát triển của ung thư trên mỗi cá thể. Và như vậy thì chúng tôi xin đi qua phần thứ hai là mô hình tác động của tế bào ung thư và cái hệ miễn dịch. Chúng ta cũng đã nghe nhiều về cái bài của bác sĩ Khôi trình bày. Thì ở đây thì bài bác sĩ Khôi đi sâu vô là cái cách mà tế bào ung thư nó được nhận diện bởi cái hệ miễn dịch, nó trốn thoát bởi hệ miễn dịch. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng phần lớn tế bào ung thư nó sẽ và cái tương tác hệ miễn dịch nó thông qua cái chu trình miễn dịch tế bào ung thư gồm 7 bước. Trong đó các cái bước là khi mà khối ung thư phát triển, nó sẽ xuất hiện, nó sẽ tạo ra các cái kháng nguyên. Cái kháng nguyên đó nó có thể là những cái protein lạ, nó xuất phát từ đột biến, hoặc là những cái như là chúng ta nói rằng là tumor mutation burden, nó thì càng nhiều đột biến thì nó sẽ càng sản sinh ra nhiều cái kháng nguyên lạ. Thì từ các kháng nguyên lạ đó thì nó sẽ được trình diện bởi các cái tế bào tua, những tế bào mà nhận biết trình diện kháng nguyên đặc hiệu, và từ đó là nó sẽ kích hoạt các cái tế bào này tới mà để mà như là trình diện cho các con tế bào T, và các con tế bào T đó du hành như là bác sĩ Khôi đã trình bày, và tới để nhận diện để mà tiêu diệt các cái con tế bào các cái tế bào ung thư ở trong cơ thể chúng ta. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy rằng ba cái bước đầu là cực kỳ quan trọng, bao gồm là bước trình phóng thích kháng nguyên, nhận biết trình diện kháng nguyên, và cũng như là trình diện cho cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch khác như tế bào lympho B và tế bào lympho T. Thì cái chu trình này nó tương đối là nó đơn giản, tuy nhiên nó rất là khó để mà chúng ta nhớ hiểu biết cụ thể trong từng cái giai đoạn một nếu mà chúng ta không phải là nhà nghiên cứu chuyên sâu. Và để cho một cách đơn giản hóa thì chúng tôi xin trình bày là tại một cái vị trí, một cái tổn thương của bú thì chúng ta sẽ có ba cái mô hình. Chúng ta nhớ ba chữ E của một cái điều hòa cái miễn dịch của ung thư, thì chúng ta có cancer immuno editing, thì nó sẽ có ba chữ E. Cái nếu mà cái trong quần thể tế bào ung thư đó mà nó tương tác và nó được trình diện bởi các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch và tới các cái tế bào miễn dịch có thể tiêu diệt được bú, thì như vậy thì lúc đó bú nó sẽ bị tiêu diệt, và chúng ta gọi đây là elimination, và bú nó có thể nó bị loại ra khỏi cơ thể của chúng ta một cách tự nhiên, và hoặc là nhờ sự giúp đỡ của các cái liệu pháp miễn dịch giúp gia tăng cái sự nhận diện này và giúp gia tăng cái sự tiêu diệt tế bào bú. Tuy nhiên thì một số trường hợp mà khi mà cái tế bào thẩm quyền miễn dịch nó chỉ không thể nào nó tiêu diệt được cái tế bào bú, thì nó sẽ có một số các cái cơ chế để nó kèm giữ tế bào bú ở cái một cái mức độ nhất định, chúng ta gọi là cái trạng thái cân bằng và ngủ đông. Chính vì vậy đây là cái cơ chế cực kỳ quan trọng. Một số tình huống mà chúng ta thấy rằng tế bào cái ung thư trong người chúng ta tiến triển cực chậm, hoặc là ung thư nó có thể nó tái phát rất muộn sau cái thời gian chẩn đoán ban đầu, thì nó đỡ cái trạng thái gọi là trạng thái cân bằng, equilibrium. Nhưng mà nếu mà giả sử như ung thư vì một lý do gì đó nó xuất hiện những cái đột biến mới, những cái yếu tố tác động vi môi trường bên ngoài, và nó sẽ thoát khỏi cái sự đè ép của miễn dịch, hoặc là nó có cái cơ chế để nó phát triển rất là nhanh khác, thì như chúng ta thấy rằng nó sẽ thoát khỏi cái sự ức chế của cái miễn hệ miễn dịch, và ung thư nó sẽ phát triển
phát triển ra ngoài, thì chúng tôi gọi nó là chuyện là escape, tức là ba cái mô hình để tương tác của tế bào ung thư và cái hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Một nói cách đơn giản là như vậy, là ba chữ E, các thầy cô các anh chị có thể thấy. Tuy nhiên thì các anh chị thấy rằng đó là từ những năm 2000 tới 2010, chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái miễn dịch và các cái cách trình diễn kháng nguyên kháng thể nó đơn giản như là cái hình cái nửa cái biểu đồ bên tay trái. Tuy nhiên cho tới những năm 2020 trở lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái miễn dịch nó cực kỳ nó phức tạp, thậm chí rằng một cái cơ chế trình diễn kháng nguyên kháng thể và tiêu diệt của tế bào ở bú với lại bởi các tế bào T, nó có sự tham gia của hàng loạt các cái khâu khác nhau của cái hệ miễn dịch, bao gồm là những cái dendritic cell, những tế bào T và thậm chí những tế bào B, nó cũng có những cái vai trò trong việc chế tiết các cái protein nội mô nội tại tại chỗ, và những cái cơ chế này có thể giúp cho chúng ta tìm cách tác động vào để mà đưa ra những cái liệu pháp điều trị nó phù hợp. Và như vậy thì với những hiểu biết mới này thì chúng ta thấy rằng nó càng ngày càng phức tạp. Tuy nhiên đây là một trong những cái vấn đề chúng ta hiểu rằng đây cái đường biểu diễn đó là nó đơn giản như vậy, tức có nghĩa rằng là chúng ta có nhiều cái vị trí tác động, ví dụ như là vị trí tác động là thể hiện ra cái kháng nguyên, vị trí tác động là gia tăng cái nhận biết của cái tế bào T thông qua là các cái liệu pháp tế bào, ví dụ như là tế bào tua hoặc là liệu pháp tế bào B để sản xuất ra các cái kháng thể vân vân. Nó có nhiều cái cách để chúng ta tác động vô để mà từ đó là kiểm soát được cái quần thể tế bào bú. Và một trong những yếu tố quan trọng hồi nãy giờ chúng ta nghe là về miễn dịch tế bào T và những cái liệu pháp về tế bào học nó liên quan với dựa trên tế bào T. Tuy nhiên một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng là cái mà chúng ta hay bỏ sót cũng như là ít khi nào nghĩ tới là tế bào lympho B nó cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng thông qua việc chế tiết hàng loạt các cái loại kháng thể khác nhau để từ đó là giúp tiêu diệt trực tiếp hay là giúp gia tăng các cái nhận biết của các cái loại tế bào như là đại thực bào hoặc là thực bào hoặc là một số các loại tế bào T tiêu diệt, tức là TCD8 trực tiếp hoặc là một phần của TCD4 như là bác sĩ Khôi đã trình bày. Thì như vậy thì kháng thể cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái quá trình trình diễn kháng nguyên kháng thể và cái miễn dịch tế bào. Đây là một trong những cái yếu tố, đây là một trong những cái mà chúng ta rất là quen thuộc về cái ức chế điểm kiểm soát miễn dịch mà chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để giải thích thêm. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta cũng thể dựa vào những hiểu biết về cái sự tương tác của miễn dịch và tế bào ung thư, đó là chúng ta có thể xây dựng một số các cái mô hình tiên lượng. Và đây là cái mô hình tiên lượng của Immunoscore trong ung thư đại tràng mà rất là hiệu quả để dự đoán cái tiên lượng ung thư đại tràng giai đoạn sớm, giai đoạn 1 và thậm chí một số tình huống là giai đoạn 2. Chúng ta đã hiểu biết về miễn dịch và chúng ta xây dựng được cái bộ Immunoscore và như vậy thì chúng ta có thể dự đoán được cũng như là tìm ra được các cái vị trí tác động. Tuy nhiên hiện nay thì Immunoscore chỉ dùng trong tiên lượng trong đại tràng, là một trong những ví dụ kinh điển để mà từ đó chúng ta hiểu với những hiểu biết về miễn dịch học và ung thư đã dẫn tới các cái bên không chỉ là các liệu pháp mà còn các cái mô hình tiên đoán và tiên lượng cho bệnh nhân. Đây là các cái mô hình biểu hiện bú theo cái PD-1 và TIL. Thì coi như vậy đó thì chúng ta sẽ có như TIL âm, TIL dương và PD-1 âm và dương để giúp cho các cái tiên lượng, các cái khả năng đáp ứng với lại các liệu pháp miễn dịch, đặc biệt liệu pháp chốt kiểm miễn dịch. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó là bên cạnh cái yếu tố vi môi trường bú là quan trọng, cái loại bú cũng là quan trọng, thậm chí rằng hàng loạt các cái loại bú chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có những cái yếu tố mà khiến cho tế bào lympho không thể thâm nhập vô, và như vậy thì liệu pháp miễn dịch nó cực kỳ không hiệu quả trên những tình huống này. Chúng tôi gọi là những cái bú mà là bú lạnh và những cái bú nóng, hoặc là chúng ta tìm cách chúng ta biến đổi những cái bú này để mà gia tăng cái khả năng thâm nhập của các cái tế bào miễn dịch, ví dụ như chúng tôi dùng một số cái liệu pháp nhiệt, dùng xạ trị vân vân, thì nó cũng là những cái cơ chế mới trong các cái yếu tố về gia tăng cái khả năng đáp ứng miễn dịch bên cạnh chúng ta dùng các cái loại thuốc khác nhau. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là để mà coi như là hiểu biết được các cái cơ chế tác động và các cái liệu pháp điều trị, chúng ta nhớ ba chữ E trong cái việc tương tác giữa tế bào ung thư và các cái tế bào miễn dịch, và các cái vị trí chúng ta có thể chúng ta tác động này.
hiện nay không phải là chỉ là PD-L1, PD-1 và CTLA-4, hiện nay chúng ta có hàng loạt hơn gần như là 20-30 cái vị trí trên cái cơ chế bệnh sinh có thể tác động trên các con đường chốt kiểm điểm kiểm soát miễn dịch. Bên cạnh đó thì chúng ta có các liệu pháp có liên quan tới tế bào miễn dịch lympho B hoặc là lympho T, hoặc là tế bào natural killer cell, hoặc là tế bào răng dendritic cell như là tiến sĩ Xuân Dũng đã trình bày. Và như vậy thì để kết luận thì chúng tôi cũng xin có một số ý là miễn dịch có vai trò quan trọng trong hình thành và tiến triển ung thư. Bú không tách rời mà nằm trong quần thể vi môi trường bú, có cả hệ thống nội mô và hệ các tế bào có thẩm quyền miễn dịch. Và hiểu biết về miễn dịch học và tương tác tế bào ung thư và tế bào có thẩm quyền miễn dịch đã giúp đưa tới những cái liệu pháp điều trị, liệu pháp miễn dịch hiệu quả. Thì phần trình bày đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn. Bài báo cáo của thạc sĩ Phan Tấn Thuận, thì chúng ta thấy cái phản ứng của hệ miễn dịch đó là trước cái tế bào ung thư là cực kỳ phức tạp và hiện nay vẫn đang tiếp tục đánh giá. Một trong những vấn đề mà người ta đặt ra cái vấn đề về cái miễn dịch nó khó khăn là như thế này. Ví dụ như đối với hóa trị, hóa trị thông thường á, các bơm vô nếu cơ thể nó phản ứng cái gì đó, chúng ta stop, không truyền truyền như nữa thì tự động nó sẽ từ từ quá thời gian, nó sẽ từ từ nó sẽ bất hoạt, tức là cái việc phản ứng của cơ thể với cái chất thuốc đó nó sẽ hết hoặc là thải ra ngoài, nó cũng sẽ không còn tác dụng. Nhưng mà đối với hệ miễn dịch là khác, chúng ta bơm vô rồi bắt đầu hệ miễn dịch nó kích hoạt thì càng loạt cái vấn đề xảy ra, và thực sự ra cái hệ miễn dịch chúng ta cũng hiện nay cũng không phải là điều khiển được. Chính vì vậy cái CAR-T cell là một trong những vấn đề của CAR-T cell, tức là nó sinh ra nhiều khi cái phản ứng miễn dịch nó quá sức, tức là coi như là nó làm cho cái nguy hiểm đến cái việc điều trị cho tính mạng bệnh nhân nữa, chứ không phải là chỉ mang đến lợi ích. Thì anh nói ví dụ vậy ha, thì cho nên là cái này chúng ta đang bắt đầu là thế giới, nhưng mà cái này là sẽ hướng đi, tại vì rất lâu rồi thì thực sự là người ta đã ghi nhận rất là lâu, tức là người ta thấy rằng là ví dụ như đối với trong ung thư vú có những trường hợp cũng giống nhau vậy, cũng giai đoạn vậy vân vân, tại sao có trường hợp lại tái phát sớm, có trường hợp tái phát trễ, và người ta đi tiếp tục đi tìm hiểu thì bắt đầu tìm ra được những cái đột biến gen. Nhưng mà cũng như vậy, nhưng mà tại sao những trường hợp khác thì rất là tốt, thì mọi cái nó sẽ quay trở về, tức là tự cơ thể sẽ phải có những cái phản ứng. Cho nên là cái việc mà chúng ta thường nghe nói là sao đi uống cái thuốc gì đó và tự nhiên cái bệnh nó ngừng lại, đó giống như hồi nãy là như là bác sĩ Khôi hay là thạc sĩ Thuận nói đó, tức là tạo cái sự quân bình, tức là chỉ sống chung với lũ rồi đó, nó nằm yên ở đó luôn đó, thì như vậy thì nó là trị khỏi, mà thực sự ra đâu khỏi, nó còn nguyên ở đó, nhưng mà nó quân bình giữa cái phát triển và cái tiếp tục bị ngăn chặn lại, thì nó trở nên là coi như là cái bệnh lý nó không có tiến triển nữa, vân vân. Thì như vậy chúng ta nghe ba bài về miễn dịch học cho ung thư, thì không biết là quý thầy cô và các anh chị có câu hỏi gì dành cho các ba cái giảng viên báo cáo ngày hôm nay. Các em có câu hỏi gì không? Này chắc cũng mới quá. Còn nếu không thì chắc Khôi hoặc là Thuận, hoặc chúng ta còn mấy phút nữa thì với lại nhiều thì có thể là nói thêm, tham luận thêm để nói thêm về vấn đề này. Chắc khoảng 10 phút nữa chắc mời Khôi đi ha. Thật ra trong cái lúc mà làm việc á, thì tôi luôn luôn đặt ra câu hỏi là cái yếu kém của mình nhất là điều gì? Thì tôi cũng tự trả lời là yếu kém của bác sĩ lâm sàng chúng ta là những kiến thức cơ bản mà chúng ta phải tiếp thu rất là nhiều cái phương pháp mới. Trước kia thì chúng ta bắt đầu tiếp nhận cái phương pháp điều trị nhắm trúng đích, thì toàn bộ cái kiến thức cơ bản về sinh học phân tử thì chúng ta hoàn toàn là mới. Và chúng ta tôi cũng phải thú nhận là chúng tôi đi học lóm vài điều trong sinh học phân tử, và lúc đó cảm giác mình là cũng là hay lắm rồi. Đến khi mà phương pháp miễn dịch xuất hiện đó, tôi nhớ là năm 2019 mà tiến sĩ Xuân Dũng là người đầu tiên mà là thực hiện cái làm PI của một cái đề tài nghiên cứu là Keynote 042. Lúc đó thuốc pembrolizumab còn rất là mới, chúng tôi đã được từng tham gia trong cái lúc đó với lại các cái chuyên gia trên thế giới mà về lâm sàng á, thì lúc đó cái điểm xuất phát lúc đó thì mình thấy cái kiến thức của những cái chuyên gia về mặt lâm sàng về ung thư phổi trên thế giới đó nó cũng cỡ mình và ít hơn. Nhưng mà sau một thời gian 1-2 năm á, thì mình gặp lại thì mình thấy người ta hơn mình rất là nhiều, người ta có thể lý giải những điều mà mình hoàn toàn mình không biết. Sau này mới biết được là người ta có đi học được kiến thức nền tảng, tức là bác sĩ lâm sàng lúc đó mình tự nhận là mình biết được miễn dịch rất là sớm,
Nhưng mà tại sao những kiến thức nền tảng của mình nó vẫn là một cái tay mơ, tức là mình học lóm từ đâu đó rồi mình nói. Còn trong khi các chuyên gia thế giới thì người ta cũng xuất phát điểm từ những cái giống như mình hoặc là có khi sau mình nữa. Nhưng mà sau đó người ta riêng rất là dữ thì mình mới biết được là à, thì ra người ta có học được những cái khóa rất là cơ bản về cái, cho nên tôi quyết định là có học một cái khóa gọi là khóa miễn dịch trong ung thư á. Thì cái khóa này thì đặc điểm là chúng ta không có thể nào mà chúng ta có thể học được những điều hay mà miễn phí được ha, mà chúng ta phải đóng tiền và học một cái khóa. Thì trong cái khóa đó thì những người mà phát hiện ra những cái nền tảng của kiến thức miễn dịch á, người ta dạy cho mình, thì mình mới bắt đầu mình đi từ những cái điểm cơ bản và mình mới hiểu được là trước kia những điều mình học lóm á, chỉ là một cái phần nhỏ trong một cái sơ đồ lớn ấy. Chúng ta biết rằng là chúng ta thường là học lóm thì chúng ta đi sâu vào chi tiết, nhưng mà cái chi tiết đó nó nằm trong một cái bối cảnh rất là lớn. Ví dụ như chúng ta nói là một cái món thức ăn gì á, nhưng mà thật ra thức ăn đó nó một cái loại trà sữa gì, nhưng mà nó nằm chung trong một cái nhánh lớn là trà sữa. Và người ta chế biến ra là nhiều cái, có chân châu, có hương này hương kia, thì chúng ta lại là đi sâu vào một cái loại trà sữa đó, và chúng ta bảo là chúng ta có một cái nước uống này rất là lạ, thì lúc đó nói ra cho người chuyên gia về trà sữa bảo là đó chỉ là một loại trà sữa mà thôi, và chúng tôi trà sữa đó có hai loại, có chân châu và không chân châu, rồi chia nhỏ ra. Thì bây giờ chúng tôi học mình có học được cái chính quy từ những người tìm ra những cái phương pháp đó, thì mình thấy ít nhiều mình bớt mặc cảm đi, tức là cái hiện giờ mình vẫn còn dở, nhưng mà tự hứa với tương lai là mình sẽ luôn luôn phát hiện được những điều gì đã dở để mình đi học tiếp. Xin hát mình lấy ký gì đây không thôi ha nhiều thôi. Thì hôm nay là bữa đầu tiên trong một cái loạt các cái chương trình đào tạo y khoa liên tục về miễn dịch học ung thư. Chúng ta bắt đầu giống như là bác sĩ Khôi đã cho biết, thực sự ra là do các chương trình đào tạo chúng ta thôi. Thực sự ra là các bên nước ngoài á, để trở thành bác sĩ nội khoa ung thư á, thì nói chung là bác sĩ ung thư nói chung, thì cái vấn đề về miễn dịch học và những yếu tố về cơ bản là người ta phải học. Chúng ta phải học nằm trong cái chương trình đó, phải thi rồi vân 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 vân. Chúng ta hiện nay do cách tiếp cận, và thứ hai nữa thực sự đây là những cái chương cũng rất là khó và rất là mới, thì chúng ta chưa có những người để giảng dạy và để đưa những cái kiến thức này. Thì hôm nay thì cũng rất là MSD cũng đã tạo điều kiện để chúng ta bắt đầu đặt được câu hỏi đó. Có nghĩa là giống như là bác sĩ Khôi, bác sĩ Thuận, bác sĩ Nhiều cũng đã nói, các em đây là trẻ thì năm sau chứ bác sĩ Khôi nói là chừng 2 năm là người ta đã đi đến đâu rồi, mình đây chắc là càng lúc người ta sẽ tiến càng nhanh hơn. Cho nên đây là những cái cơ bản, mặc dù chưa có trong chương trình, nhưng nếu mà chúng ta, các bác sĩ chúng ta đi học và chọn ung thư là cái điểm, thì bắt buộc các em phải về học, tự học và nghiên cứu thêm cho cái lĩnh vực này. Tại vì đây là những cái nền tảng, anh nghĩ là đây là những cái bản lề để sẽ sự phát triển về điều trị ung thư, cũng như là về những cái hiểu biết về ung thư nó sẽ đi từ đây. Mà nếu chúng ta không bắt kịp những cái cơ bản nhất thì chắc là có lẽ khó để mà phát triển như sau về sau, nhất là trong ngành nghề của chúng ta nữa. Thì cho nên là tôi nghĩ rằng là sẽ bộ môn những cái trường hợp mà học sau đại học sẽ bắt buộc phải tiếp cận với một cái chương này, và thậm chí là sẽ phối hợp với bộ môn miễn dịch. Ví dụ vậy, chứ chúng ta không phải bác sĩ ung thư không thể nắm hết được, thì chúng ta sẽ phải mời thêm bộ môn miễn dịch vậy, có một cái trường đó để thi riêng cái trường đó không, tức là nằm trong cái mối bối cảnh chung. Thì thôi, thì tuy nhiên là ngày hôm nay cũng bắt đầu là cũng rất là cảm ơn bà báo cáo viên bác sĩ Lê Thị Nhiều, bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi và thạc sĩ Phan Tấn Thuận cũng bắt đầu cho chúng ta thấy những cái nét đầu tiên trong cái việc điều trị bệnh lý ung thư và mối liên quan giữa với miễn dịch. Thì mong rằng là các thầy cô thì sẽ tiếp tục cho những cái nghiên cứu thêm và những cái tìm hiểu thêm để có thể mang đến những cái kiến thức để giảng dạy cho các em sinh viên hoặc là các bác sĩ học sau đại học. Tại vì đây là sẽ là nền tảng cho sự phát triển của điều trị ung thư. Thì một lần nữa thì cảm ơn công ty MSD, cảm ơn bà báo cáo viên, và cảm ơn các quý thầy cô và tất cả các em anh chị tham dự cho cái buổi sinh hoạt chuyên đề ngày hôm nay thành công, và xin cảm ơn.
Rồi, cảm ơn.